tu tiên từ việc bị vắt kiệt bắt đầu tôi vốn là một người thợ mổ lợn nhưng yêu tộc lại quá đáng hồ yêu gửi thân thể của tôi coi tôi như đỉnh đầu đêm đêm hành hạ cho đến khi tinh kiệt người chết ngày đưa tang anh em khóc lớn trời ghen tài đột nhiên nắp quan tài bị hất tung người đã chết là trương đồ tể lại sống dậy tôi đã tái sinh kèm theo ký ức kiếp trước vốn đang anh hùng cứu mỹ nhân tôi lại anh dũng cứu mình lại xuyên không vào thân thể của thợ mổ lợn lý quỷ chưa kịp phản ứng trong mật thất lại xuất hiện một hệ thống tiểu thiên địa hai cuốn bí kíp thiên cương và địa sát hiện ra trước mắt. Lý Quỳ chỉ nhẹ nhàng chạm vào địa sát, toàn thân như bị bao phủ bởi oán khí từ địa ngục sâu thẳm. Lúc này, một tiểu đệ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Quỳ, nói rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, con đại tướng quân nhà mình xông ra phố, cắn chết rất nhiều con lợn nái. Lý Quỳ vừa nghe xong liền nói, mang ra mổ lợn của ta đến đây, đúng lúc mang ra để luyện tay, để thích nghi với cơ thể mới này. Trên phố, lợn đen chạy tán loạn khắp nơi, con lợn đen đang giận dữ, ánh mắt đầy hung dữ, nhắm vào một cặp mẹ con bị lạc mọi người xung quanh đều sợ hãi không dám tiến lên nhìn thấy con đại tướng quân đen sắp đâm chết hai mẹ con này lý quỳ mạnh mẽ lao ra với hai tay nắm chặt lấy ngà của con lợn tôi nói sao tự nhiên lại phát điên như vậy hóa ra là đã biến thành yêu quái rồi nói xong anh ta nhắc đầu con lợn lên rồi mạnh mẽ ấn xuống con lợn đen chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua lý quỳ vung nắm đấm lên con lợn đen chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm rơi xuống sau đó lý quỳ ra lệnh mang thịt lợn này đi xử lý chia cho dân làng bị con yêu quái lợn gây hại mọi người đều không ngớt lời khen ngợi sức mạnh võ lực của anh ta là người có lòng tốt nhưng chỉ có mình anh ta biết khi huyết bị yêu hồ hút cạn vẫn chưa hồi phục lại lý quỳ trở về nhà nghỉ ngơi hệ thống trong rừng thông báo rằng vì đã tiêu diệt yêu quái lợn đã kích hoạt một ô năng lượng tăng thêm một điểm kỹ năng có vẻ như giết yêu quái có thể kích hoạt ô năng lượng nghĩ đi nghĩ lại cây tre nhỏ bên cửa sổ bỗng nhiên tắt lý quỳ vội vàng rút dao ra sẵn sàng đối phó tin nhỏ của em em còn tưởng anh thật sự đã chết rồi chứ người đến chính là yêu hồ đã cùng hắn vui chơi thâu đêm trước đó lý quỳ cũng không nói lời thừa thãi trực tiếp chém về phía hắn không ngờ yêu hồ này tu vi cao thâm nội công lại càng lợi hại dao mổ lợn không thể xuyên qua thân hắn ngược lại bản thân bị quyến rũ đến tâm hồn sao xuyến lý quỳ thầm cảm thấy không ổn e rằng lần này lại phải nằm trở lại trong quan tài đại lang đừng sợ nô ra sẽ không hại ngươi điều kỳ lạ là yêu hồ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như có chút không nỡ lần này đến là để từ biệt lý quỳ nơi này sắp gặp nạn đại lang cũng nên nhanh chóng trốn về quê để tránh không hiểu rõ nguyên do yêu hồ rời đi chỉ nhắc đến mộ tướng quân ba lần rồi biến mất trong ánh trăng mênh mông ngày hôm sau lý quỳ luyện công mà tâm trí không yên vẫn còn lo lắng về chuyện đêm qua mộ tướng quân rốt cuộc là cái gì thế là phái tiểu đệ đi mời lý phu tử địa phương người hiểu biết rộng rãi một lát sau lý phu tử được dẫn đến trước mặt khi lý phu tử nghe anh nói về mộ tướng quân cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh đây là ngôi mộ được xây dựng hơn trăm năm trước một thái giám đã xây mộ cho mình khi còn sống ông ta lừa dối hoàng đế để được phong tước sau đó trở về làm cầu làm đường tưởng rằng sẽ làm dạng danh tổ tiên nhưng vì ông ta là thái giám người dân trong làng không cho ông vào từ đường sau khi chết cũng không ai cùng bái thậm chí còn bị trẻ con đi vệ sinh trên mộ như vậy thì oán khí này e rằng không nhỏ thầy lý sau khi biết tình hình không để tâm đến chuyện này dự định báo cáo với huyện lệnh để mời thanh thiên giám đến giải trừ tai họa chẳng lẽ ngôi mộ tướng quân mà hồ yêu nói chính là mộ của thái giám này triều đình thanh thiên giám chấn áp tà ma bốn phương nhưng tối qua hồ yêu nói ngôi mộ tướng quân này có thể hủy diệt cả làng ngư đường sự bất an mãnh liệt khiến lý quỳ không thể không đề phòng anh ta gọi tất cả anh em lại ngày mai cùng nhau đi về quê thu hoạch lúa nhưng không ngờ đêm đó sương mù đã bao phủ cả thị trấn nhỏ trời khô hanh cẩn thận lửa đèn người thắp đèn cũng thấy kỳ lạ ánh đèn này không đủ sáng để nhìn thấy đường trong lòng cảm thấy không ổn chưa kịp phản ứng thì đã âm dương cách biệt ngày hôm sau mới biết thanh thiên dám vài ngày nữa mới đến lý quỳ liền gọi anh em cùng đi thu hoạch lúa trên đường đi khói mù mịt họ đã bị binh lính âm phủ theo dõi lý quỳ nhận ra có điều không ổn lập tức gọi mọi người quay lại chuẩn bị trở về thành trước nhưng đi mấy canh giờ vẫn chưa ra khỏi khu rừng này trong chớp mắt đầu bị sương mù bao phủ xung quanh tối đen như mực chỉ có những âm thanh vang lên hát ca mặc giáp thu hút sự chú ý bế nhật nghiêm sát từ phương tây thi thủ ly do không nhìn rõ phía trước liền gọi tiểu đệ đốt đuốc tiến về phía trước nhờ ánh sáng của đuốc mọi người sợ đến mức đứng chết lặng chỉ thấy một nhóm binh lính đứng ở phía trước thấy tình cảnh này mọi người cũng không cần chuẩn bị liều chết chiến đấu ngay sau đó một binh lính xông lên phía lý trước quỳ lao lên phía trước trong tay cầm dao mổ lợn vung chém giết đối phương còn nhận được một điểm kỹ năng đúng lúc đang vui mừng phía sau vang lên vài tiếng xe gió lý quỳ đã không thể né tránh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này nhị như lao lên phía trước thay anh ta chắn đòn chí mạng này nhìn thấy nhị như ngã xuống những người anh em phía sau cũng lần lượt hy sinh miệng còn lẩm bẩm đại ca mau chạy lý quỳ chìm trong nỗi đau báo thù cho mẹ tao muốn chúng mày phải trả giá cho mạng sống của anh em tao hai tay nắm chặt lý quỳ lao về phía đám binh lính âm phủ bằng hai cú đấm lý quỳ tiêu diệt đối phương lúc này lý quỳ mở mắt âm dương mới phát hiện xung quanh toàn là nhà ma phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên xuất hiện một vị tướng cưỡi ngựa lý quỳ trong cơn thịnh nộ không nói một lời lập tức xông lên tao sẽ đập nát cái đầu của mày ngay khi nắm đấm sắp giáng xuống vị tướng ma mạnh mẽ nhảy lên tránh né vị tướng ma quay ngược lại đâm một mũi rào tới lý quỳ nhanh chóng né tránh lại một lần nữa lao lên tấn công, chịu đựng cơn đau khủng khiếp khi mũi giáo đâm vào cơ thể, cuối cùng đã tiêu diệt được vị tướng ma. Ngay khi giết chết vị tướng ma, từ xa, sấm sét đánh xuống khiến Lý Quỷ sững sờ, chỉ thấy một bóng dáng khổng lồ trên cổng thành hét lên một tiếng, sóng âm từ tiếng hét này tạo ra một luồng khí lớn, Lý Quỷ cũng bị ảnh hưởng. Bị chấn động bởi sóng âm, máu chảy ra từ bảy lỗ. Lúc này trên mới mặt. nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, ngay sau đó, đối phương hét lên một tiếng, giận Lý Quỷ dừng. bị đánh bay và ngất xỉu ngay lập tức. Sau một thời gian dài, Lý Quỷ Tình hóa là. ra là hai người này đã cứu mạng tôi. Người đàn ông lớn tuổi giới thiệu mình tên là Lưu Miêu và đệ tử của ông là Lý Đông Nhi cũng là đối phương đã giúp chôn cất anh em của mình. Vì vậy, Lý Quỷ định về nhà mang bạc đến cảm ơn người đàn ông lớn tuổi nhưng bị ông ngăn lại, hỏi rằng Thanh Thiên Giám chưa rời đi sao? Hóa ra Thanh Thiên Giám của triều đình đã mục nát, họ sẽ không mạo hiểm để trừ tà, thậm chí còn có thể giết người diệt khẩu và nhân cơ hội cướp bóc tài sản. Chỉ cần không có ai sống sót sẽ không ai biết được tình hình cụ thể của tà ma. Tưởng rằng đây là một thế giới thái bình, nhưng không ngờ rằng đằng sau bầu trời trong sáng lại là một cảnh tượng đầy xương trắng. Nhìn rõ thế gian này, Lý Quỳ cũng trở nên phóng khoáng anh cùng với ông Lưu đi chung đường. Đoàn người đến một thị trấn nhỏ ở bến đỏ, họ đến phủ ngư dân để trừ tà cho gia đình ngư dân. Vừa bước vào phòng, họ đã thấy công tử nhà ngư dân bị trói chặt. Lý Quỳ nhìn thấy và nhận ra rằng anh ta thực sự đã bị tà ma ám, chỉ thấy trên ngực công tử có một mặt quỷ. Tà ác đã gắn liền với trái tim. May mắn thay, địa sát có kỹ năng phúc lộc thụ, Lý Quỳ bảo viên ngoại mang đến trảm yêu và chiếu chỉ hoàng gia, anh vẽ một bức phúc lộc một cách dễ dàng sau đó đốt bức phúc lộc đã vẽ thành cho rồi cho công tử nhà ngư dân uống ngay lập tức công tử nhà ngư dân phát ra tiếng kêu đau đớn dây tiếp theo tà khí tan biến công tử nhà ngư dân cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc viên ngoại hy vọng họ ở lại để tiếp đãi vài người lý quỳ vừa đúng lúc nhìn thấy thấy phía sau vẫn còn tà khí lượn lờ vậy thì ở lại thêm vài ngày để xem kẻ đứng sau là ai đêm khuya lý quỳ ngồi bên cửa sổ vang lên tiếng của vài người anh em đã qua đời ta sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ mộ tướng quân để báo thù cho các ngươi đang suy nghĩ về việc báo thù kẻ chính đã cuối cùng xuất hiện hắn biến thành bùn lầy lẻn vào phòng định ra tay lúc này lý quỳ ra tay chém đứt một đoạn cánh tay của hắn ngươi là thứ gì vậy đối phương không định đánh trả mà trực tiếp bỏ chạy lý quỳ bám sát theo sau thấy hắn lẻn vào một căn nhà đồng thời trong nhà đang tổ chức tiệc tối lý quỳ trực tiếp phá tường xông vào tay trái dán một lá bùa phúc lộc tà ác cuối cùng bị khống chế mọi người phản ứng lại và cùng nhau giúp đỡ lý quỳ lật áo choàng của kẻ mặc đồ đen lên không ngờ bên trong lại là một người nặn bằng đất đây là thứ gì vậy? Nhà vệ sinh thành tinh, thứ ghê tởm như vậy mà cũng có thể tồn tại, chỉ nhận được một chút điểm kỹ năng. Chẳng lẽ phía sau còn có một kẻ lớn hơn? Ngay sau đó, Trần Vô Song từ Thiên Âm Sơn Trang đến bắt chuyện, hóa ra trước đây anh ta đã từng gặp một yêu quái tương tự, chính tại tháp chuông vàng nơi tổ chức tiệc hoa quỳnh của Sơn Trang. Muốn mời Lý Quỳ làm vệ sĩ, tại Kim Phụng Lâu tổ chức tiệc hoa quỳnh, Lý Quỳ nghĩ rằng vừa có thể tăng kinh nghiệm lại vừa kiếm được tiền cũng khá tốt. Trần Vô Song báo đáp bằng một con điêu thuần phục, mọi người kinh ngạc kêu lên, đó là thứ đáng giá ngàn vàng. Nghe thông tin này hai mắt sáng rực lý quỳ vứt cả dao nói anh em vụ này tôi nhận không lâu sau lý quỳ đến kim phụng lâu phải nói rằng đãi ngộ mà trần vô song đưa ra thật sự rất tốt nhìn về phía hoa khôi trên sân khấu thật sự rất đẹp trong lòng nghĩ rằng mình là người đã từng ngủ với hồi yêu lúc này bên cạnh thị nữ dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn dịu dàng hỏi tối nay có cần nô ra làm gì không lý quỳ đột nhiên ngây người ngay sau đó rời khỏi kim trung lâu và lên mái nhà đáng ghét người trong thế giới này sao ai cũng muốn chạm vào thân thể ta đột nhiên ngửi thấy một mùi hương không bình thường có yêu khí đồng thời yêu vật đang định ra tay với một cô gái lý quỳ ngay lập tức xuất hiện sau lưng nó gan to thật dám ức hiếp dân chúng trong thành của nhân tộc hơn nữa ngươi làm ta nhớ lại những ký ức không tốt lão tử bây giờ muốn xả giận ở phía bên kia một vị tiên nữ xuất thần đang chú ý đến nơi này một tiên nữ thanh khiết như vậy lại không phải là người bản thể của nàng là một đóa hoa sen tinh từ nhỏ đã bái phật môn tôn trọng chúng sinh bình đẳng, thanh tịnh từ bi, thậm chí mỗi năm dùng hạt sen của mình hóa thành khổ tâm đan, tặng cho người phàm để kéo dài tuổi thọ, chính là một tiên nữ như vậy, lại rút kiếm đối đầu với sư phụ của mình, là thị chính đạo. Chỉ mới nửa giờ trước, Lý Quỳ phát hiện một yêu quái đang ức hiếp phụ nữ lương thiện. Gan to thật, dám ức hiếp dân chúng trong thành của nhân tộc. Yêu quái chế giễu rằng nhân tộc không đủ dũng khí. Ba núi, bốn động, năm phủ nước, nhân tộc các ngươi dám động Trước đây vào cái mộ nào? tướng quân đã tiêu diệt một thành của các ngươi, nhân tộc các ngươi còn có khâm thiên giám và trấn quốc chân nhân ai dám đi tìm rắc rối với mộ tướng quân nghe nói mộ tướng quân lý quỳ bất ngờ ra tay ta sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm mộ tướng quân nhưng bây giờ ngươi phải chết thanh thiên gian được mọi người ca ngợi chỉ vì chức vụ chứ không vì danh tiếng thậm chí giết người diệt khẩu cướp bóc tiền tài một khi ta lý quỳ đã xuyên không đến xem ra đây. là thiên đạo phái ta đến để tìm rắc rối với các ngươi giải cứu tiểu bất lương đó lý quỳ liên tục canh giữ ở kim phong lâu mấy ngày liền không có sự uy hiếp nào xuất hiện nani yêu cũng không có động tĩnh gì Chẳng lẽ đúng lúc đang suy nghĩ. Tiên nữ xuất hiện trước mặt mọi người, hắn trước mặt mọi người đâm xuống khổ tâm đan rồi quay lưng rời đi, nhưng Lý Quỳ và Hứa Nguyện cũng vậy. Một tiên nữ băng thanh ngọc khiết, nhưng ta nhìn một cái là biết ngươi không phải người, hóa ra bản thể của người phụ nữ là một đóa sen, thảo nào lại xuất trần như tiên nữ. Lâm phần Lý Quỳ hỏi xem có biết yêu quái đã hóa thành bùn không, nhưng tiên nữ lại lắc đầu tỏ ý chưa từng gặp. Lý Quỳ nghĩ rằng hoa sen không nhận ra bùn, thế gian này quả thật ngay cả yêu quái cũng không có nghĩa khí nữa rồi đột nhiên phía dưới có người kêu lên không ổn rồi hoa khôi lăng ngạn thần bị chúng ta rồi nghe thấy vậy lý quỳ cũng không để ý đến những thứ khác quay người trở lại ta sẽ quay lại tìm ngươi tiên nữ cũng ngẩn người chuyện gì đang xảy ra vậy đồng thời phía dưới hoa khôi điên cuồng hét lên các ngươi là lũ súc sinh rồi sẽ có một ngày bà đây sẽ giết hết các ngươi thấy tình hình như vậy lý quỳ cũng không chần chừ chen qua đám đông bóp chặt miệng nhỏ của hoa khôi trực tiếp đổ nước đã hòa tan bùa chú vào miệng cô ta hóa ra hoa khôi bị chúng tà khí giống như con trai của viên ngoại họ ngư lý quỳ cũng thắc mắc hoa khôi và công tử họ ngư không hề có liên quan gì tại sao yêu quái lại chọn người khác đây là đạo trưởng ngô lượng quan tân pháp xin mời theo ta thì ra là tiên nữ truyền âm lý quỳ sau đó theo đến khu rừng trúc này hóa ra đây là nơi tiên nữ hóa hình và pháp thuật mà yêu quái sử dụng chính là do sư phụ của hắn sáng tạo ra tâm pháp của đạo trưởng vô lượng có thể quét sạch tâm ma trong vài kiếp dùng cho người khác có thể nuôi dưỡng tâm ma tâm trí càng kiên định tâm ma càng chất lượng cao thảo nào thứ đó chọn hai người lang nghiêm và thiền để ra tay tiên nữ nói rằng hắn không có sư huynh đệ và sư phụ của hắn đã sớm vẽ tranh nhưng linh khí vừa mới tan biến hy vọng không phải là kết quả tồi tệ nhất cuối cùng hai người đến đỉnh núi và gặp người mặc áo đen khi thấy chân thân của đối phương tiên nữ như bị xét đánh trước mặt chính là sư phụ của hắn người lẽ ra đã chết 500 năm trước hóa ra khi nhà sư đang vẽ tranh trong lòng lại nảy sinh tham vọng trở thành tâm ma vì vậy khi sắp chết đã ném lăng trí vào sự ô nhục dù đã hóa thân thành yêu nữ nhưng tư chất lại cực kỳ kém cỏi nên đã dùng tâm pháp của đạo trưởng vô lượng để nhập ma. Thảo nào trên đường lên núi toàn là mộ phần, hóa ra đều do một mình hắn giết, Lý Quỳ lập tức trở nên căng thẳng. Con yêu hoa này tôi còn chưa chắc đã đánh bại được, lại thêm một đống bùn lầy. Lão sư nghĩ rằng lần này gặp tai họa rồi, đang chuẩn bị liều mạng bôi vẽ. Tiên nữ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu gọi sư phụ. Ngài từng dạy rằng chúng sinh bình đẳng, gần gũi từ bi mới có thể giải thoát. Nếu điều này là sai, thì sự kiên trì và tu hành hàng trăm năm của con lại tính là gì? Nói xong, mạnh mẽ thỉnh cầu sư phụ giải đáp thắc mắc cho đệ tử tốt tốt lắm con đường của người phàm cuối cùng cũng dễ dàng chết sao không ngăn cản ta tiến bước trên con đường lớn lý quỳ đang chuẩn bị sẵn sàng liền ra tay mạnh mẽ thấy cục trưởng tấn công tới trực tiếp cúi người né tránh suýt bị nghẹn chết chỉ thấy người bùn đột nhiên nổ tung cục bùn rơi xuống thứ tư bắt đầu cựa quậy thật không ngờ lại hình thành ra nhiều phân thân người bùn không ngờ lại vẽ kiếm bằng hai tay lão nạp chỉ muốn sống là các ngươi ép ta thấy tình hình như vậy tiên nữ bên cạnh cũng không còn do dự nữa lập tức ra tay mặc dù hai người cố gắng chiến đấu hết sức nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người bùn chiến đấu gian khổ như thế này e rằng không thể trụ được lâu thấy vậy tiên nữ tiến đến bên cạnh lý quỷ đối kháng với tâm pháp vô lượng quan chỉ có tâm pháp vô lượng quan mới có tác dụng ngược lại xin đạo hữu bảo vệ và dẫn dắt cho ta lý quỷ cố gắng chống đỡ một lúc vẫn không thành vấn đề tiên nữ cũng không khách sáo chuẩn bị thi triển thuật pháp ngay sau đó lý quỷ phun ra một ngụm máu tươi dùng khí huyết của bản thân để thi triển phép thuật tiến lên phía trước theo sau một trận nổ lớn người đất xét biến thành một vũng bùn lầy nhưng cũng vì thế mà lý quỳ bị hao tổn khí huyết và suy nhược thận tuy nhiên sự việc vẫn chưa kết thúc người đất xét tái hợp và tấn công hai người lý quỳ gầm lên mẹ kiếp mày bắn pháo đi chứ trong lúc nguy cấp này người phụ nữ này cuối cùng cũng phát huy tác dụng dùng pháp khí là viên ngọc để tấn công bắn về phía đám người đất xét người đất xét cuối cùng cũng dừng lại nhưng con quái vật này vẫn chưa chết tiên nữ cũng đang rằng co với hắn xem ra vẫn phải để ta ra tay ông già ba trăm năm tuổi ông đúng là có phúc lớn vung dao chém xuống cuối cùng cũng tiêu diệt được lão sư bùn nhưng lúc này, ngay cả tiên nữ cũng bị tâm ma phản lại, tình hình không ổn. Trong lúc hấp hối, hy vọng Lý Quỷ có thể đi cùng cô một đoạn trên đường xuống núi. Tiên nữ kể về những chuyện cũ của lão hòa thượng. Ông vốn dĩ một lòng hướng thiện, nhưng cuối cùng, hai người đến cây cầu. Tiên nữ nói rằng sư phụ bảo muốn đạt được điều gì đó phải trước tiên bước vào hồng trần, vì vậy, ta đã học làm người suốt 100 năm, đời người ngắn ngủi. Có buồn vui ly hợp, cũng có những niềm vui nhỏ nhoi, không thể hiểu được. Không thể chứa đựng hết nỗi khổ của người phàm, ngày qua ngày khó khăn. Ngươi là tiên nữ? tất nhiên không thể cảm nhận được nếu có kiếp sau nếu ta là người không biết sẽ ra sao lý quỳ nắm lấy linh thể sắp tan biến của tiên nữ vậy thì ta nhất định là kẻ ác bá mang ngươi về nhà làm vợ tiên nữ tưởng rằng lý quỳ lại đang nói đùa lý quỳ nhìn tiên nữ sắp tan biến vẻ mặt nghiêm túc ai nói ta đang nói đùa thuật nhiếp hồn đời người đều khổ tại sao phải làm người chứ yên tâm đi kiếp này ta nhất định sẽ để ngươi làm người ngày hôm sau viên ngoại mang theo đầy vàng bạc trộm cười một chút lòng thành xin đạo trưởng đừng chê bai lưu đông nhi và lưu lão đầu hai người mắt đều tròn xoe cả đời này không cần lo lắng nữa nhưng ngay giây tiếp theo hai người bị nhấc lên như con cún con viên ngoại những thứ này giữ lại làm xính lễ mọi người đều ngẩn ngơ khi thấy người chết rời khỏi kinh thành lý quỳ chỉ cười ha ha thiếp của ngươi đã mang thai nhạc phụ hãy chăm sóc vợ ta thật tốt 18 năm sau ta sẽ đến đón người nói xong liền dẫn lưu đông nhi và họ rời đi viên ngoại lưu biết được thiếp nhỏ thật sự đã mang thai tiễn mắt nhìn lý quỳ rời đi đạo trưởng thật là thần nhân đột nhiên lý quỷ quay lại đúng rồi còn một việc nữa nhớ rằng cô gái đó tên là liên ngươi có tin được không nhân viên phục vụ của khách sạn này là một người lùn người đánh xe của khách sạn lại là một đứa trẻ khổng lồ hơn 200 tuổi còn người quản lý thực sự của họ thì ở trong một căn phòng nhỏ chỉ bằng bàn tay vừa mới đây thôi trên đường đi trương quỷ đã gặp người sao xa nghĩa vô tư bị yêu quái tấn công những tiểu yêu này đối với trương quỷ thật sự chỉ là chuyện nhỏ chỉ cần một cú đánh tùy ý đã giết chết thủ lĩnh của yêu quái chó ngay tại chỗ những yêu quái chó xung quanh đều bỏ chạy tán loạn sau khi giải quyết xong nguy cơ ngô tư viễn trên xe vội vàng cảm ơn lý quỷ nghe nói lý quỷ cũng muốn đến thanh châu ngô tư viễn liền bày tỏ muốn đi cùng anh ta trên đường mấy người vào một quán trọ để nghỉ ngơi nhưng vừa bước vào cửa đã bị tiểu nhị trước mắt làm cho kinh ngạc không ngờ tiểu nhị này lại nhỏ bé như vậy nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau vì người chăm sóc ngựa của quán trọ lại là một người khổng lồ thấy quán trọ này kỳ lạ như vậy ngô tư viễn không khỏi lo lắng ngô tư viễn không khỏi nghi ngờ nhưng trương quỷ lại nói rằng thời thế loạn lạc như vậy có vài người dị dạng cũng không có gì lạ nhưng khi mấy người đang vui vẻ uống rượu đột nhiên có một nhóm người xông vào gọi tiểu nhị đến để đặt phòng trên nghe tiểu nhị nói chỉ còn 5 phòng trên họ còn định dùng vũ lực để buộc lý quỳ và những người khác nhường phòng nghe thấy vậy lý quỳ không khỏi siết chặt thanh kiếm dài trong tay lúc này ngô tư viễn chậm rãi mở miệng nói công công doãn thật là uy phong lớn qua cuộc trò chuyện của hai người biết được rằng hóa ra nhóm người trước mắt này chính là người của thanh thiên giám còn ngô tư viễn là ngự sử sắp đến khâm châu sau khi đôi bên chỉ trích nhau một hồi thì cũng dừng lại dù sao ngự sử cũng không thể quản lý thanh thiên giám lý quỳ cũng không để ý tiếp tục uống rượu của họ nhưng đêm đó đã xảy ra sự cố lý quỳ đang nghỉ ngơi phát hiện có người đang rình mò thế là anh ta lập tức bước ra trước nhưng phát hiện người đối diện chính là công công ban ngày lúc này công công lại chất vấn lý quỳ tại sao lại rình mò ông thấy ta? đối phương đổ lỗi ngược lại sắc mặt lý quỳ lập tức thay đổi cả hai bên đều không phải là người dễ đối phó đại chiến sắp bùng nổ còn kẻ rình mò thực sự đang trốn ở một bên, run rẩy không ngừng. Nhưng ngay lúc này, xung quanh hai người xuất hiện vô số tà khí. Nhìn thấy yêu vật rơi vào trong sân, công công doãn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu chiến đấu, còn trương quỳ đứng bên cạnh quyết định quan sát tình hình. Tiện thể xem thử thủ đoạn của thanh thiên giám, nhìn họ cầm những ngôi mộ công cộng dán đầy bùa chú, lý quỳ biết rằng loại yêu quái này hoàn toàn không thể bị tiêu diệt chỉ bằng những thủ đoạn này. Công công tức giận hướng về phía quái vật tấn công, kèm theo một loạt tiếng nổ, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho yêu vật. Lúc này, tiểu nhị đột nhiên bước ra, còn nói rằng hôm nay không ai có thể rời đi. Nghe thấy lời này, công công doãn trực tiếp túm lấy tiểu nhị. Ngươi dám cấu kết với yêu vật. Nhưng ngay lúc này, lại có một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện. Là ta đã nói cho hắn. Biết. Hóa ra con trồn vàng này chính là trưởng quầy của khách sạn. Hắn điều hành khách sạn này là để bảo vệ những đứa trẻ khuyết tật này, chưa từng hại bất kỳ ai. Tuy nhiên, thanh thiên dám không quan tâm. Đây chính là công lao đã đến tay. Thấy vậy, Lý Quỳ nổi giận. Một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, muốn động đến họ thì phải hỏi qua ta trước công công doãn đối đầu quyết liệt cuối cùng vẫn phải chịu thua tất cả đều đóng quân hiện tại kẻ thù lớn đang ở bên ngoài và lúc này yêu vật càng thêm ngang ngược trực tiếp làm mê hoặc thuộc hạ của công công doãn công công doãn nhận thấy không ổn ngươi muốn đấu pháp vậy thì đấu pháp nói xong liền thi triển linh hồn rơi trong tay khiến mọi người sững sờ lúc này yêu vật trực tiếp nổi điên gầm lên một tiếng pháp khí rơi xuống linh quân nổ tung một tiếng lớn thấy công công doãn không địch lại yêu vật hoàng bi tử vội vàng tiến lên thương lượng cuối cùng đạt được thỏa thuận yêu vật tha cho người trong khách sạn nhưng yêu cầu lý quỷ bổ sung tinh huyết cho nữ quỷ lý quỷ cũng không hoảng sợ biết chắc là không có chuyện tốt trong màn xương đen quỷ hồn phát ra tiếng cười rùng rợn hy vọng các người lát nữa vẫn còn cười được thật là xin đán tịnh mặt xú các vai diễn trong kinh kịch cũng phải thì giết sạch một lần cho gọn tiên tử xuất thân từ thanh liên lại không phải là người bản thể của nàng là một đóa hoa sen tinh từ nhỏ đã bái sư phật môn tuân theo nguyên tắc chúng sinh bình đẳng dốc hết lòng từ bi thậm chí mỗi năm dùng hạt sen của mình hóa thành khổ tâm nan giúp người phàm kéo dài tuổi thọ. Chính là tiên tử như vậy, lại rút kiếm đối đầu với sư phụ của mình, là thi chính đạo, chỉ mới nửa giờ trước. Lý Quỳ phát hiện một yêu quái đang lăng nhục phụ nữ lương thiện. Gan to thật, dám lăng nhục dân chúng trong thành trì của nhân tộc. Yêu quái chế giễu rằng nhân tộc chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi, ba núi bốn động năm thủy phủ, nhân tộc các ngươi dám động vào cái nào? Trước đây, tướng quân mộ đã tiêu diệt một thành của các ngươi, các ngươi nhân tộc còn có Khâm Thiên giám và Trấn Quốc chân nhân, ai dám đi tìm rắc rối với tướng quân mộ? nghe nói tướng quân mộ lý quỳ mạnh mẽ ra tay sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm tướng quân mộ nhưng bây giờ ngươi phải chết thanh thiên gian được mọi người ca ngợi chỉ vì chức vụ chứ không vì danh tiếng thậm chí giết người diệt khẩu cướp bóc tiền tài đã vậy ta lý quỳ đã xuyên không đến đây xem ra là thiên đạo phái ta đến để tìm rắc rối với các ngươi giải cứu cô bé đó lý quỳ liên tục canh giữ ở kim phong lâu mấy ngày không có yêu tả xuất hiện ngay cả nani yêu cũng không có động tĩnh chẳng lẽ đang suy nghĩ đúng lúc tiên tử xuất hiện trước mặt mọi người anh ta ban cho khổ tâm đan trước mặt mọi người rồi quay lưng rời đi, nhưng Lý Quỳ và Hứa Nhân cũng, thật là một vị tiên tử băng thanh ngọc khiết, nhưng ta nhìn một cái là biết ngươi không phải người, hóa ra bản thể của người phụ nữ là một đóa sen, thảo nào lại thoát tục như vậy, tựa như tiên tử giáng trần, Lý Quỳ hỏi xem cô ấy có biết yêu vật đã hóa thành bùn không. Nhưng tiên tử lại lắc đầu tỏ ý chưa từng gặp. Lý Quỳ nghĩ rằng hoa sen không biết bùn, thế gian này quả thật ngay cả yêu quái cũng không có nghĩa khí nữa, đột nhiên phía dưới có người kêu lên không ổn rồi hoa khôi lăng ngạn thần bị chúng ta rồi nghe thấy vậy liếc mắt một cái lý quỳ cũng không để ý đến những chuyện khác quay người trở lại ta sẽ đến tìm ngươi sau tiên tử cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đồng thời phía dưới hoa khôi điên cuồng hét lên các ngươi là lũ xúc sinh rồi sẽ có một ngày bà cô đây sẽ giết hết các ngươi thấy tình hình như vậy lý quỳ cũng không chần chừ chen qua đám đông bóp chặt miệng nhỏ của hoa khôi trực tiếp đổ nước đã hòa tan bùa chú vào miệng cô ta hóa ra tà khí mà hoa khôi bị trúng giống như con trai của viên ngoại họ ngư lý quỳ cũng thắc mắc hoa khôi và công tử họ ngư không hề có liên quan gì tại sao yêu quái lại chọn người khác đây là đạo trưởng ngô lượng và quan tân pháp xin mời theo ta thì ra là tiên tử truyền âm lý quỳ sau đó theo đến khu rừng trúc này hóa ra đây là nơi tiên tử hóa hình pháp thuật mà yêu quái sử dụng chính là do sư phụ của hắn sáng tạo vô lượng quan tâm pháp dùng cho bản thân có thể quét sạch tâm ma dùng cho người khác có thể nuôi dưỡng tâm ma tâm trí càng kiên định tâm ma càng cao cấp và khó đối phó không lạ gì khi thứ đó chọn hai người lăng nghiệm và thiền để ra tay tiên tử nói rằng hắn không có sư huynh đệ và sư phụ của hắn đã sớm vẽ tranh nhưng linh khí đó vừa mới tan biến hy vọng không phải là kết quả tồi tệ nhất cuối cùng hai người đến đỉnh núi và gặp người áo đen khi thấy chân thân của đối phương tiên tử như bị xét đánh trước mặt chính là sư phụ của hắn người lẽ ra đã chết 500 năm trước hóa ra khi nhà sư đang vẽ tranh trong lòng lại nảy sinh tham vọng trở thành tâm ma vì vậy khi sắp chết ông đã ném lang trí vào sự ô nhục dù đã hóa thành yêu nữ nhưng tư chất lại cực kỳ kém cỏi liền nhập ma bằng pháp môn vô lượng quán tâm thảo nào trên đường lên núi toàn là mộ phần hoa ra đều bị hắn giết lý quỳ lập tức căng thẳng con yêu hoa này tôi còn chưa chắc đã đối phó được lại thêm một đống bùn lầy lão tăng nghĩ rằng lần này gặp tai họa rồi đang chuẩn bị liều mạng không ngờ tiên tử đột nhiên quỳ xuống dập đầu gọi sư phụ ngài từng dạy chúng sinh bình đẳng gần gũi từ bi mới có thể giải thoát nếu điều này là sai thì sự kiên trì và tu hành hàng trăm năm của con còn tính là gì nói xong mạnh mẽ cầu xin sư phụ giải đáp thắc mắc cho đệ tử tốt tốt lắm con đường của phàm nhân cuối cùng cũng dễ chết, sao không theo con đường đại đạo của ta mà tiến bước. Lý Quỳ đang chuẩn bị sẵn sàng liền ra tay mạnh mẽ, thấy cục trưởng tấn công tới, trực tiếp cúi người né tránh, xít bị nghẹn chết, chỉ thấy tượng đất đột nhiên nổ tung, cục đất rơi xuống đất thứ tư bắt đầu cự quậy, không ngờ lại hình thành nhiều phân thân. Tượng đất dùng cả hai tay vẽ kiếm, lão tăng chỉ muốn sống, chính các ngươi đã ép ta. Thấy tình hình này, tiên nữ bên cạnh cũng không còn do dự nữa, lập tức ra tay. Mặc dù hai người dốc sức chiến đấu, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tượng đất cứ chiến đấu gian khổ như thế này e rằng không thể trụ được lâu thấy vậy tiên nữ tiến đến bên cạnh lý quỷ đối phó với vô lượng quan tâm pháp chỉ có vô lượng quan tâm pháp mới có tác dụng xin đạo hữu bảo vệ cho ta lý quỷ cố gắng chịu đựng một lúc vẫn không thành vấn đề tiên nữ cũng không khách sáo chuẩn bị thi triển thuật pháp ngay sau đó lý quỷ phun ra một ngụm máu tươi dùng khí huyết của bản thân để thi triển pháp thuật tiến lên phía trước theo sau một trận nổ người đất xét biến thành một vũng bùn lầy nhưng cũng vì vậy mà lý quỷ bị hao tổn khí huyết và suy thận tuy nhiên sự việc vẫn chưa kết thúc người đất xét tái hợp và tấn công hai người lý quỳ gầm lên mẹ kiếp bắn pháo đi chứ trong lúc nguy cấp này người phụ nữ này cuối cùng cũng phát huy tác dụng dùng pháp khí là viên ngọc để tấn công bắn về phía nhiều người đất sét người đất sét cuối cùng cũng dừng lại nhưng con quái vật này vẫn chưa chết tiên nữ cũng đang rằng co với nó xem ra phải để ta ra tay ông già tồi tệ đã sống 300 năm ngươi đúng là có đám tang vui vẻ vung dao chém xuống cuối cùng cũng kết liễu được lão sư bùn lầy và lúc này ngay cả tiên nữ cũng bị phản ứng tâm ma tình hình không ổn trong lúc hấp hối hy vọng lý quỷ có thể đi cùng ông một đoạn trên đường xuống núi tiên nữ kể về những chuyện cũ của lão hòa thượng ông vốn một lòng hướng thiện nhưng cuối cùng hai người đến cây cầu tiên nữ nói rằng sư phụ đã nói muốn đạt được phải trước tiên bước vào hồng trần vì vậy ta đã học làm người suốt một trăm năm đời người ngắn ngủi có vui buồn ly hợp cũng có những điều tạm bợ không thể hiểu được và cũng không thể chịu đựng được sự yếu đuối của người phàm mỗi ngày đều khổ mỗi ngày đều khó khăn ngươi là tiên nữ đương nhiên không thể cảm nhận được nếu có kiếp sau ta nếu là người không biết sẽ ra sao lý quỳ nắm lấy linh thể sắp tan biến của tiên nữ vậy ta nhất định sẽ là kẻ áp bá mang ngươi về nhà làm vợ tiên nữ tưởng rằng lý quỳ lại đang nói đùa lý quỳ nhìn tiên nữ sắp tan biến vẻ mặt nghiêm túc ai nói ta đang nói đùa thuật nhiếp hồn hỗn loạn chúng sinh đều khổ tại sao phải làm người yên tâm đi kiếp này ta nhất định sẽ để ngươi làm người ngày hôm sau viên ngoại mang theo đầy vàng bạc trong làng để trộm vui một chút lòng thành xin đạo trưởng đừng chê bai lưu đông nhi và lưu lão đầu hai người mắt đều sáng lên, cả đời này không cần lo lắng nữa. Nhưng giây tiếp theo, hai người bị viên ngoại nhấc lên như những đứa trẻ nhỏ. Những thứ này giữ lại làm sinh lễ và đưa người chết ra khỏi kinh thành, mọi người đều ngẩn ngơ. Lý Quỳ chỉ cười ha ha, nói, tiểu thiếp của người đã mang thai nhạc phụ, hãy chăm sóc vợ ta thật tốt, 18 năm sau ta sẽ đến đón người, nói xong liền dẫn Lưu Đông Nhi và họ rời đi. Viên ngoại Lưu biết được tiểu thiếp thật sự đã mang thai, nhìn theo Lý Quỳ rời đi, đạo trưởng thật là thần nhân, đột nhiên Lý Quỳ quay lại, đúng rồi, còn một việc nữa, nhớ rằng cô gái đó tên là Liên. Sau khi dặn dò mọi thứ, tâm trạng của Lý Quỷ rất tốt cùng với Lưu lão đầu, hai người hướng về Khâm Châu xuất phát, đang phi nhanh, Lý Quỷ đột nhiên dừng lại vì có mùi máu tanh. Ta đi xem trước, đến phía trên hẻm núi, phát hiện một nhóm yêu quái chó đang tấn công đoàn thương nhân. Những tiểu yêu này đối với Trương Quỷ, thật sự chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là một cú đánh tùy ý, đã giết chết thủ lĩnh của yêu quái chó ngay tại chỗ, những yêu quái chó xung quanh đều bỏ chạy tán loạn, sau khi nguy cơ được giải trừ, Ngô Tư Viễn trên xe vội vàng cảm ơn Lý Quỷ nghe nói lý quỷ cũng sẽ đi đến tần châu ngô tư viễn vội vàng bày tỏ muốn đi cùng với anh ta trên đường mấy người vào một quán trọ để nghỉ ngơi nhưng vừa mới bước vào cửa đã bị người phục vụ quán trọ trước mắt làm cho kinh ngạc người phục vụ quán trọ này nhỏ bé như vậy nhưng điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau vì người chăm sóc ngựa của quán trọ lại là một đứa trẻ khổng lồ thấy quán trọ này kỳ lạ như vậy viễn không khỏi nghi ngờ nhưng trương quỳ lại cho rằng thời thế loạn lạc như vậy có vài người dị dạng cũng không có gì lạ nhưng khi mấy người đang vui vẻ uống rượu đột nhiên có một nhóm người xông vào, gọi ngay người phục vụ quán trọ lên phòng. Nghe người phục vụ nói trên lầu chỉ có 5 phòng, họ còn định dùng vũ lực, bắt Lý Quỳ và những người khác nhường phòng cho họ. Nghe thấy vậy, Lý Quỳ không khỏi siết chặt thanh kiếm dài trong tay. Lúc này, Ngô Tư Viễn chậm rãi nói, Ngài Doãn Công Công thật là uy phong lớn qua cuộc trò chuyện của hai người. Mới biết rằng nhóm người trước mắt này là người của Thanh Thiên Giám, còn Ngô Tư Viễn là ngự sử sắp đi khâm châu. Sau khi đôi bên chỉ trích nhau một hồi thì cũng dừng lại, dù sao thì ngự sử cũng không thể quản lý được thanh thiên giám lý quỳ cũng không để ý tiếp tục uống rượu của họ nhưng đêm đó lại xảy ra chuyện bất ngờ khi đang nghỉ ngơi lý quỳ phát hiện có người đang rình mò thế là anh ta lập tức bước ra ngoài nhưng phát hiện người đối diện chính là công công ban ngày lúc này công công lại chất vấn lý quỳ tại sao rình mò ông ta thấy đối phương đổ lỗi ngược lại sắc mặt lý quỳ lập tức thay đổi cả hai bên đều không phải là người dễ đối phó trận chiến lớn sắp bùng nổ còn kẻ thực sự đang rình mò đang trốn ở một bên run rẩy nhưng ngay lúc này xung quanh hai người xuất hiện vô số tà khí nhìn thấy yêu quái rơi vào trong sân công công doãn trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu chiến đấu còn trương quỳ đứng bên cạnh quyết định đứng ngoài quan sát tiện thể xem thử thủ đoạn của thanh thiên giám nhìn họ cầm những ngôi mộ công gián đầy bùa chú lý quỳ biết rằng loại yêu quái này hoàn toàn không thể bị tiêu diệt chỉ bằng những thủ đoạn đó công công tức giận tấn công quái vật kèm theo một tiếng nổ lớn không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho yêu quái lúc này tiểu nhị đột nhiên bước ra còn nói rằng hôm nay tất cả mọi người đều không thể rời đi nghe thấy lời này công công doãn trực tiếp túm lấy tiểu nhị thì ra là cấu kết với yêu quái nhưng ngay lúc đó lại có một giọng nói khác lặng lẽ xuất hiện là ta đã nói cho hắn biết hóa ra con trồn vàng này chính là trưởng quầy của khách điếm hắn điều hành khách điếm này là để bảo vệ những đứa trẻ khuyết tật này chưa từng hại bất kỳ ai tuy nhiên thanh thiên dám không quan tâm đây là công lao đã đến tay thấy vậy lý quỳ nổi giận một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu muốn động đến họ thì phải hỏi qua ta trước công công doãn đối đầu quyết liệt cuối cùng vẫn phải chịu thua tất cả đều đóng quân hiện tại kẻ thù lớn đang ở bên ngoài và lúc này yêu quái càng trở nên hung hăng hơn trực tiếp làm mê hoặc thuộc hạ của công công doãn công công doãn nhận thấy không ổn ngươi muốn đấu pháp bên trong liền đấu pháp nói xong liền thi triển linh hồn rơi trong tay khiến mọi người bị chấn động đến ngẩn ngơ và lúc này yêu quái trực tiếp trở nên hung hãn gầm lên một tiếng pháp khí lại rơi xuống quân linh nổ tung một tiếng vang dội thấy công công doãn không địch lại yêu quái hoàng bi tử vội vàng tiến lên đàm phán cuối cùng đạt được thỏa thuận yêu quái tha cho những người trong khách sạn nhưng yêu cầu lý quỷ bổ sung tinh huyết cho nữ quỷ lý quỷ cũng không hoảng sợ chỉ biết chắc chắn không có chuyện tốt trong màn xương đen quỷ hồn phát ra tiếng cười rùng rợn hy vọng các ngươi sau này còn cười được thật là sinh đán tịnh mặt xú cũng khá huyền bí vậy thì giết sạch một lần cho gọn lý quỷ từ từ rút thanh kiếm dài trên người ra trước thuật chém yêu của anh ta giết những yêu quái này cũng như chặt dưa cắt rau chỉ vài chiêu thôi bọn chúng đã bị lý quỷ tiêu diệt sạch sẽ nhưng vào lúc này lý quỷ phát hiện ra màn xương đen vẫn chưa tan biến không khỏi sinh lòng nghi hoặc nhưng lý quỳ lại ngay lập tức nghĩ đến không thể nào có thứ mà thuật thông u không tìm thấy khả năng duy nhất chính là pháp khí của tên pháp sư đen này giống như cái chuông của công công vậy quả nhiên sau khi anh ta tìm kiếm kỹ lưỡng đã thành công phát hiện ra một chiếc ô đen sau khi thu phục bột đen sương mù xung quanh liền tan biến khi trở về khách sạn mọi người không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của lý quỳ bởi vì những yêu quái này đã hoành hành suốt trăm năm mà lại bị lý quỳ tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy trong lúc vài người trò chuyện phiếm hoàng Phi tử lại kể ra một đoạn chuyện cũ tại đất tần châu này yêu quái không ngừng quấy nhiễu chính là do sự việc này gây ra nghe hoàng bì tử kể người đàn ông dâu ria bên cạnh tức giận đập bàn lớn tiếng chất vấn chẳng lẽ không ai quản lý sao hoàng bì tử nghe xong khinh thường nói rằng quan phủ ở đây đều nhắm mắt làm ngơ các quan viên quản lý đều chết thảm anh ta khuyên mọi người rời khỏi nơi này tình trạng hỗn loạn ở đây dù có trấn quốc chân nhân đến cũng vô ích lúc này người đàn ông dâu ria và công công đều gặp khó khăn vì người đàn ông dâu ria sắp phải đến gặp phu nhân tần châu còn nhiệm vụ của công công là đến Tần Châu để trừ khử Hắc Sự đạo nhân, nếu rút lui ngay bây giờ thì không thể báo cáo với triều đình. Khi họ đang lưỡng lự, thì Lý Quỷ bên cạnh lại vui mừng, vì chỉ cần liên tục trừ khử yêu tà, sức mạnh của anh ta sẽ không ngừng gia tăng, dù sao thì hệ thống đang bảo vệ thiên hạ là của ta, sau đó, anh ta từ biệt mọi người rồi quay lưng rời đi, ra khỏi cửa. Lưu Mèo Tử cũng bắt đầu khuyên ngăn Lý Quỷ, hy vọng anh ta không đi đến Tần Châu, nhưng Lý Quỷ đã quyết tâm rồi. Yêu tà anh ta hoàn toàn không sợ, nhưng vừa trở về phòng, Công Công và người đàn ông Zosia đã tìm đến, hóa ra sau khi hai người họ bàn bạc, quyết định ủy thác cho lý quỳ đi tiêu diệt hắc sự đạo trưởng chỉ cần tiêu diệt được hắc sự đạo trưởng thì công công có thể trở về kinh thành còn có thể báo cáo tình hình ở đây cho triều đình như vậy người đàn ông dâu ria có thể chờ đợi viện binh từ triều đình nghe thấy yêu cầu của hai người lý quỳ không do dự mà đồng ý ngay vì anh ta cũng có yêu cầu của mình đó là hy vọng họ có thể sắp xếp chỗ ở cho những người như yêu mao tử dù sao thì anh ta cũng không thể chăm sóc hai người mãi được sau khi hai bên đạt được thỏa thuận lý quỳ tiếp tục lên đường đến khâm châu trên đường đi hoàng bì tử không ngừng trách móc lý quỳ đi tiêu diệt yêu quái thì anh đi là được rồi tại sao lại phải kéo tôi theo như lý quỳ lại nói rằng muốn anh ta làm một người dẫn đường còn nói chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao hóa ra hoàng bì tử từng là một bá chủ trong vùng nhưng sau đó bị thế lực ở đây tiêu diệt hoàn toàn tất cả đệ tử và hậu duệ của ông ta cuối cùng chỉ có thể mở một quán trọ mặc dù bên ngoài ông ta tỏ ra đã nhìn thấu hồng trần nhưng mối thù diệt môn làm sao ông ta có thể không oán hận chẳng bao lâu sau hai người đến một thành trì nhưng vừa bước vào thành đã có người tìm đến họ còn nói muốn mời họ cùng làm nghề phụ hóa ra họ nhầm lý quỳ là hắc thạch đạo đức nghe vậy lý quỳ liền tỏ ra vị thuận nước đẩy thuyền mà nhận lời nhưng ngay lúc này một tên thuộc hạ bỗng thì thầm nói hắc sĩ đạo nhân đã đến còn nói lý quỳ là tên này nhưng lý quỳ nghe xong lại không hề hoảng sợ nói rằng có nhiều người mượn danh hắc sĩ đạo nhân để lừa đảo và bảo họ dẫn đường anh ta muốn đích thân đối mặt với hắn chẳng bao lâu sau hai người đến một phủ đệ nhưng vừa bước vào sân thì hắc sĩ đạo nhân thật đã lao tới tên giả mạo này không những không chạy mà còn trực tiếp xông lên. Nhưng vị hắc sĩ đạo nhân lửng danh này, trước mặt Lý Quỳ hoàn toàn không chịu nổi một đòn, bị Lý Quỳ ném bay xuống đất. Sau đó lại thêm một cú đấm khiến hắn mất khả năng hành động ngay lập tức. Ngay khi Lý Quỳ chuẩn bị tiếp tục tấn công. Một đòn tấn công mạnh mẽ đã lao tới anh, rõ ràng tên hòa thượng này cũng không phải người tốt. Lúc này, một người chậm rãi mở miệng, hỏi Lý Quỳ là ai. Lý Quỳ biết đám người này cũng không phải loại tốt đẹp gì nên nảy ra một kế anh nắm lấy hắc sĩ kéo lên còn nói rằng hắc sĩ bắt chước diện mạo của mình và cả danh hiệu cũng sao chép mình không biết các hạ trên giang hồ có danh hiệu gì ta trên giang hồ tâm địa độc ác không việc ác nào không làm người ta gọi ta là hắc sơn lão yêu thấy mọi người có chút sợ hãi lý quỳ lại bảo lão hoàng hiện nguyên hình nhìn thấy thân hình khổng lồ của lão hoàng mọi người dường như thừa nhận sức mạnh và thân phận của anh ta đều không nói thêm lời nào nữa thế là lý quỳ quay người lại một tay bóp chặt hắc thi kéo thẳng vào trong chiếc ô đen Mọi người xung quanh thấy cảnh này cuối cùng cũng tin. Dù sao thì cũng là cổ vật từ thời thượng cổ, không phải người bình thường có thể sở hữu. Đợi đến khi Lý Quỷ xuất hiện lần nữa, trong tay anh ta nắm chặt chính là đầu của Hắc Thế, thấy Lý Quỷ có sức mạnh phi thường, mấy con yêu quái đó cũng sinh ra lòng sợ hãi. Lý Quỷ nghe xong, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, đây chính là điều anh ta mong muốn, trên bàn tiệc, nhìn Lý Quỷ ăn uống thỏa thích. Lão Hoàng không khỏi châm chọc rằng anh ta cũng không sợ bị hạ độc. Đợi đến khi Lý Quỷ uống xong thì đã là đêm khuya rồi, đợi đến khi anh ta trở về phòng, lão hoàng đã chờ đợi từ lâu. Thay lý quỷ trở về lão hoàng vội vàng khuyên anh ta rời đi bởi vì đã chén giết hắc thế đạo nhân thì nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết phải lo chuyện bao đồng nữa nhưng lý quỷ lại không nghĩ như vậy bởi vì trong cái bình này tà khí hoành hành rõ ràng rõ ràng là quỷ thần nhưng lại nhận hương khói của dân chúng nếu không quản thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng lão hoàng lại khuyên anh ta đừng lo chuyện bao đồng bởi vì hiện tại thành hắc thủy trông có vẻ như đang dưới sự kiểm soát của con người thực ra là yêu quái chưa lộ diện chỉ cần đứa trẻ được treo thưởng xuất hiện thì cả thành hắc thủy sẽ trở nên hỗn loạn sau đạo quán này chắc chắn có kẻ lớn nhưng lý quỳ lại không để ý đến anh ta sáng sớm hôm sau lý quỳ đã dẫn lão hoàng ra phố anh không phải muốn hỏi tôi tại sao phải quản sao đây chính là câu trả lời lão hoàng nhìn dân chúng đông đúc anh ta dường như đã hiểu ra điều gì đó sau đó lý quỳ bảo lão hoàng đi tìm hai người công cộng nói cho anh ta biết tình hình ở đây mình sẽ ở lại đây một mình để đối phó với yêu quái ngày hôm sau lý quỳ và mọi người đến đình sơn nghe lão đạo sĩ kể chuyện anh mới biết lão đạo sĩ mời nhiều yêu quái như vậy chính là hy vọng họ có thể giúp mình tiêu diệt phi giáp trong đỉnh sơn và hứa hẹn với mọi người rằng sau khi thành công sẽ có bảo vật càng ngày càng tiến gần đến đỉnh núi lý quỳ phát hiện có điều gì đó không đúng hơi thở của lão đạo sĩ có chút kỳ lạ nhưng anh cũng không thể nói rõ chưa kịp suy nghĩ kỹ lão đạo sĩ đã thúc giục mọi người đi vào trong hang động không biết đã đi bao lâu mọi người xung quanh cũng dần trở nên không kiên nhẫn hỏi lão đạo sĩ về vị trí cụ thể của phi giáp nhưng lão đạo sĩ lại không trả lời trực tiếp chỉ bảo mọi người đi theo sát chắc là ở sâu hơn nữa vì lợi ích mà lão đạo sĩ hứa hẹn mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên thấy người phía trước đột nhiên dừng lại vài người vội vàng tiến lên nhưng khi lý quỳ tiến lên phía trước chỉ thấy cảnh tượng trước mắt làm anh sợ ngây người chỉ thấy một khối thịt đỏ như máu khổng lồ đang nhịp nhàng nhảy lên mọi người bên cạnh vội vàng hỏi lão đạo sĩ đây là tình huống gì nhưng lúc này khóe miệng của lão đạo sĩ không ngừng co giật toàn bộ cơ thể bắt đầu biến đổi không ngừng lúc này lý quỳ cuối cùng cũng hiểu ra lão đạo sĩ trước mắt đã bị khối thịt khổng lồ kia chiếm đoạt Tiếng khóc của mọi người xung quanh khiến họ vội vàng bỏ chạy. Nhưng lão đạo sĩ đã gọi mọi người đến đây, làm sao có thể dễ dàng để họ chạy thoát? Thấy đòn tấn công của lão đạo sĩ chặn đường đi, Lý Quỳ vội vàng kêu gọi mọi người hợp lực cùng chống lại lão đạo sĩ, nhưng cảnh giới của lão đạo sĩ hoàn toàn không phải là thứ mà số đông có thể đẩy lùi. Lão đạo sĩ chỉ cần một đòn tấn công tùy ý đã đẩy lùi được mọi người, có người thậm chí đã hóa thành máu ngay tại chỗ. Ngay cả Lý Quỳ cũng bị đòn tấn công này làm gãy xương tay. Thấy tình cảnh này, mọi người xung quanh vội vàng cúi đầu quy phục, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của lão đạo sĩ, thấy mọi người không còn kháng cự nữa lão đạo sĩ cũng ngừng tấn công sau đó lão đạo sĩ liền ra lệnh cho hòa thượng phá vỡ cuộn thịt bên dưới hòa thượng nghe xong không hề do dự liền tấn công thẳng vào bên dưới nhưng ngay giây tiếp theo ông ta đã kinh ngạc vì đòn tấn công của ông không những không có tác dụng tốt mà còn bị cuộn thịt hút mất pháp khí của ông thấy hòa thượng không có cách nào lão đạo sĩ liền bảo lý quỷ thử xem Mết rằng không thể từ chối lý quỷ từ từ tiến về phía cuộn thịt nhìn vào sắc khí trên cuộn thịt anh ta đột nhiên nghĩ ra một cơ hội lật ngược tình thế chỉ thấy anh ta vung tay một cái vô số sắc khí liền hướng vào cơ thể anh ta điều này nhờ vào thuật dẫn khí mà lý quỳ đã tu luyện đầu óc anh ta không bị sắc khí làm cho mờ mịt nhưng khi lượng sắc khí ngày càng lớn anh ta cũng không thể tiêu hóa ngay lập tức vì vậy anh ta liền giúp hòa thượng tấn công lần nữa hòa thượng ban đầu muốn từ chối nhưng không thể chịu nổi khi lão đạo sĩ đứng sau quan sát không còn cách nào khác hòa thượng chỉ có thể giơ cao cây thiền trự trong tay khi lớp vỏ bên ngoài bị mở ra một con mắt khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người những ai từng nuôi cửu vĩ hồ ly đều biết chúng không chỉ dễ thương và quấn quýt mà còn có thể sinh con, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đề phòng bị hút mất tinh khí, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị ăn sạch không còn gì. Còn người đàn ông này, lại ký kết hợp đồng với một con cửu vĩ hồ ly cổ đại giết người không chớp mắt. Thì ra là ở thế giới này, mỗi người tu tiên đều sẽ sở hữu một con yêu thú, làm hộ pháp bản mệnh, có người sở hữu yêu thú thuộc dòng dõi mãnh thú xuất sắc, người có tư chất bình thường cũng có yêu thú như chim ưng hay chó săn, nhưng ban đầu Lâm Tỉnh thậm chí còn không thèm để mắt đến con nhện cái tồi tệ nhất anh ta thấy rằng ngày mai là kỳ kiểm tra tư chất tu tiên anh ta chỉ có thể quỳ xuống cầu xin con nhận cái ký kết hợp đồng với mình cảnh tượng này khiến các học viên thiên tài cười phá lên đồ phế vật của mê lâm căn cảnh tiên nghịch cảnh này sao có thể là nơi các người đến dây tiếp theo thả ra yêu thú sói đỏ đuổi lâm tỉnh vào sâu trong bí cảnh tưởng rằng leo lên cây là có thể thoát hiểm không ngờ trên đầu còn có một con yêu xà to bằng thùng nước lâm tỉnh sợ đến mức trượt chân rơi xuống vực khi tỉnh lại lần nữa phát hiện mình bị kéo vào trong một hang động ngoài ra còn có một di tích cổ lâm tỉnh tò mò muốn khám phá một chút chỉ thấy máu vô tình nhỏ xuống trên đó giây tiếp theo một cô gái mặc sườn xám chui ra khi nhìn thấy lâm tỉnh với vẻ mặt ngơ ngác cô hỏi đây là lễ vật dâng cho ta sao ba năm rồi chưa ăn gì để ta dùng ngươi lấp đầy kẽ răng trước đã rồi lao nhanh về phía lâm tỉnh Anh ngờ giữa đường lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt hóa ra là do đói quá lâu ngã ngất xỉu trong lòng lâm tỉnh tình huống bất ngờ này khiến anh không biết phải làm sao cô gái gợi cảm như thế này thật muốn mang về nhà nhưng lại sợ bị cô cắn nhìn đôi tay nhỏ của cô vẫn đang vẫy qua vẫy lại lâm tỉnh không dám thở mạnh cô gái này hóa ra là một yêu thú từng có tin đồn ở đây phong ấn một con cửu vĩ hồ yêu thánh từ thời thượng cổ chẳng lẽ chính là cô ta nhưng rất nhanh lâm tỉnh cười lạnh có nên nhân lúc cô ấy yếu đuối mà ký kết hợp đồng không dù sao mình cũng không thể thoát ra sau khi tỉnh lại cũng sẽ bị ăn chi bằng đánh cược một phen dây tiếp theo lâm tỉnh trực tiếp cúi đầu tỏ lòng thành sau đó bắt đầu nghi thức ký kết hợp đồng khi câu chú được đọc lên một giọt máu tim hòa vào cơ thể cô ấy nhưng sau khi nghi thức hoàn thành tiểu cửu vẫn không có phản ứng gì quả nhiên vẫn không được dù sao anh ta từng không thể ký kết hợp đồng với một con côn trùng còn mơ tưởng ký kết hợp đồng với đại yêu ai ngờ lúc này khí huyết của tiểu cửu lại dâng trào lên từ từ bay lên không trung giây tiếp theo máu tim của anh ta tràn vào cơ thể lâm ở đây anh ta nhìn thấy chín giải sương mù nhuốm đầy máu của tiểu cửu cùng với sát ý vô tận trong mắt cô ấy lâm tỉnh sợ hãi lùi lại không tự chủ anh ta rốt cuộc mạnh đến mức nào cùng với việc hoàn thành hợp đồng của mai tâm tiểu cửu từ từ tỉnh lại sau khi sơ chán cô ấy liền ôm lấy thằng nhóc hôi hám ngươi đã làm gì ta còn chưa kịp để lâm tỉnh giải thích anh ta đã bị cô ấy túm lên một cách vô lý ngươi có biết ta là ai không mà dám ký kết hợp đồng với ta sau đó một cú đấm vang lên đánh cho lâm tỉnh phun ra máu nhưng bản thân cũng chịu tổn thương nặng nề tương tự hóa ra thú hợp đồng và chủ nhân chia sẻ tổn thương với nhau nếu lâm cảnh chết anh ta cũng sẽ theo lâm cảnh nhưng tiểu cửu là thái cổ yêu thánh làm sao chịu được sự giả dối này thậm chí muốn cùng lâm cảnh đồng quy vô tận nhưng ngay lúc này anh ta đột nhiên nghĩ ra mặc dù bản thân đang ở trạng thái yếu ớt nhưng nếu muốn cưỡng ép ký kết hợp đồng ít nhất cũng phải là đại la kim tiên mới có thể mở ra nhìn vào nội thất tiểu cửu kinh ngạc bề ngoài lâm cảnh trông như sợi chỉ mỏng manh nhưng lại sở hữu thiên linh căn ngàn năm có một là điều mà người tu luyện bình thường khó có thể nhận ra linh huyệt như vậy đối với tiểu cửu là một sự giác ngộ lớn nếu có thời gian linh lực của đối phương sẽ được tăng cường có thể giúp anh ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nghĩ đến đây tiểu cửu mỉm cười hài lòng được thôi tôi đồng ý nhưng có ba điều kiện thứ nhất mỗi đêm phải cho tôi hút máu một lần còn hai điều kiện còn lại tạm thời giữ bí mật những linh huyệt này hoàn toàn không quan trọng chỉ cần có thể tu tiên đừng nói ba điều kiện 30 điều kiện cũng được. Tiểu Cửu thắc mắc, tu tiên thực sự quan trọng đến vậy sao? Tất nhiên rồi. Tôi nhất định phải trở thành một đại la kim tiên. Nghe vậy, Tiểu Cửu không nhịn được cười. Câu nói này đã lâu rồi không nghe thấy. Ngày hôm sau, kỳ thi xác định tư chất của học viện bắt đầu đúng người hay. Người đầu tiên được kiểm tra chính là kẻ ác đã hạ độc ngày hôm qua, là con trai của gia tộc Linh Tê, hắn vốn đã được công nhận là thiên tài. Học viện cầm tay, vừa đặt lên thiên linh đã hiện ra kết quả. Sau đó, cả khán đài trở nên náo loạn. Đây là mức độ mà sau khi vào viện quy chân, còn phải khổ luyện thêm 7 năm mới đạt được. Linh tê dưới tay ngươi còn thể hiện ra huyết mạch ở cấp độ xuất sắc. Tuy nhiên, lúc này Lâm Cảnh vẫn chưa xuất hiện, Ngọc Vinh trong đám đông bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ vì Lâm Cảnh là người trong lòng anh ta. Dây tiếp theo, nam thần của toàn trường, Chu Giật Thần, tiến lại gần vừa vút ve con kỳ hưu nhỏ của mình, vừa nói vừa bảo rằng đã để bạn đợi lâu rồi. Tôi đã cảm nhận được sự mong đợi của bạn dành cho tôi. Sự xuất hiện của anh ta khiến các cô gái có mặt ở đó ngay lập tức mê mẩn. Tuy nhiên, Ngọc Vinh lại hoàn toàn phớt lờ. dây tiếp theo, Lâm Cẩm xuất hiện phía sau anh ta và nói, ôi chào tiểu vinh vinh thích kiểu này hả ngọc vinh nhìn thấy là lâm cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên không phải tôi thích mà là nhưng chưa kịp nói hết câu thì phát hiện ra một mỹ nhân gợi cảm đứng bên cạnh anh ta là ai sao bạn lại ở cùng anh ta lâm cẩm vừa định giải thích thì bị tiểu cửu kéo lại ôm chặt người ta chính là yêu thú hộ pháp của anh ấy ngọc vinh lập tức ghen tuông cứ tưởng anh ta không thể chịu hồi yêu thú nên mới lấy một cô gái để thay thế cắm đuôi trắng to và yêu thú chẳng phải là để qua mặt sao dù có lừa được sư phụ ở thiên linh cũng sẽ bị lộ tẩy thôi nhưng tiểu cửu lại càng thêm tự tin khiến ngọc vinh tức đến không nói nên lời lúc này liên tục có người bị loại liên vân và đới châu bị kéo ra ngoài giây tiếp theo linh cẩm ngẩng cao đầu bước lên đài cao tiểu cửu theo sát phía sau thấy vậy mọi người đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ không ai có thể ngờ rằng cô gái giáng sinh phía sau lại chính là con cáo của anh ấy tiểu cửu ân cần nói rằng những kẻ phiền phức này có cần tôi giúp bạn xử lý linh cẩm không nói nhỏ rằng trước khi đến đã hứa rồi một lát nữa nhất định phải khiêm tốn nhé nhưng khi thẩm và sư tôn nhìn thấy tiểu tửu họ liền ngớ người ra không thể nào đây lại là yêu thú hình người dây tiếp theo linh cẩm tự tin vỗ vào thiên linh chung phi thanh muốn thử nghiệm kết quả lại chỉ là giai đoạn đầu của luyện khí tiểu cửu thấy vậy cười tinh nghịch chỉ đưa ngón út của mình ra chỉ nhẹ nhàng chọc một cái sư tôn sợ đến mức nhảy dựng lên thiên linh chung hiển thị huyết mạch của chắc việt thái đây vẫn là tiểu cửu đã kiềm chế và chỉ dùng một phần mười sức mạnh không ngờ điều này suýt nữa khiến thiên linh trung tự bảo vệ như vậy lâm cảnh cũng đã thành công vào quy chân viện trong lớp học nhà người khác bên cạnh không phải là mèo nhỏ thì cũng là chó nhỏ còn lâm cảnh thì lại có một đại yêu quyến rũ đi cùng thậm chí khiến các đồng tu không thể yên tâm học tập giây tiếp theo tôn hoa mạc lan tới một ít nước cho cây nhỏ ngay lập tức nó phát triển thành một vật khổng lồ lúc này các học sinh mới hoàn toàn tỉnh táo lại tiểu cửu thấy vậy liền tinh nghịch nhảy vào lòng lâm cảnh giả vờ bị hoảng sợ cảnh tượng này khiến chu giật thần rối bời ngay lập tức cảm thấy con tỳ hưu của mình không còn hấp dẫn nữa ai ngờ dây tiếp theo tiểu cửu lại công khai cầu xin lâm cảnh cho hắn một ngụm tinh huyết để trấn tĩnh lúc này ngọc vinh không thể chịu nổi nữa đứng dậy nổi giận quá mức ngươi nên dừng lại đi tuy nhiên lại quên rằng vẫn đang trong giờ học cuối cùng sư tôn trực tiếp phạt hắn đi diện bích sau giờ học tiểu cửu buồn chán vươn vai lâm cảnh biết rằng hắn không hứng thú với những khóa học cấp thấp này nên để hắn về phòng nghỉ ngơi nhưng tiểu cửu lại bị phong ấn suốt ba năm nghe thầy giáo vô dụng giảng bài cũng còn hơn là ở một mình giây tiếp theo hắn liền ôm chặt lâm cảnh không thể chờ đợi mà muốn hút một ngụm tinh huyết để tỉnh táo ai ngờ cảnh này lại bị ngọc vinh bắt gặp hắn cảm thấy mình bây giờ đúng là kẻ ngốc và đừng quá phô trương chắc chắn sẽ mang lại tai họa chết người cho lâm cảnh nhưng tiểu cửu lại kiên quyết lý lẽ rằng trong nội quy trường viết rõ người và yêu thú cùng tu luyện hòa hợp chung sống yêu thú của chủ nhân tất nhiên phải ăn ngủ cùng chủ nhân ngọc vinh nghe mà rậm chân quyết định gửi thư thách đấu nếu thắng sẽ khiến tiểu cửu trong trường hợp không cần thiết không được xuất hiện trước mặt lâm cảnh tuy nhiên lâm cảnh cũng không thể không nhận lời vì đây là quy định tu luyện của học viện phụng thiên giữa các đệ tử có thể giải quyết mâu thuẫn thông qua đấu tay đôi công bằng tiểu cửu nghe xong vui mừng nhảy nhót nói rằng nếu ta và chủ nhân thắng ngươi cũng phải vô điều kiện tuân theo yêu cầu của hắn ai ngờ ngọc vinh lại nghĩ lệch lạc dù chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng bây giờ mà vô điều kiện tuân theo liệu có phải là quá mạo hiểm không ngay sau đó hắn ra lệnh cho yêu thú cả hai cùng bay lên không trung phóng ra hai cơn lốc xoáy trong lúc nguy cấp lãnh cảnh đứng chắn trước tiểu cửu để bảo vệ cậu ấy nhưng sau hai tiếng nổ hai người lại không hề hấn gì hóa ra là tiểu cửu một mình chịu hết mọi tổn thương nhìn nụ cười của hắn dần dần đông cứng lại ngọc vinh ngay lập tức cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đối phương giống như một ác quỷ có thể nuốt chừng cả trời đất em gái nhỏ hãy nhìn thẳng vào những khát vọng trong lòng em giây tiếp theo ngọc vinh bị kéo vào ảo thuật của hắn trước mắt lập tức xuất hiện một trăm người đàn ông mạnh mẽ ngọc vinh ngay lập tức bị đánh bại mặt đỏ bừng nằm trên đất khỏe mạnh lâm tỉnh không khỏi có chút lo lắng nhưng tiểu cửu lại không nhịn được cười nói không sao hắn đang vui vẻ mà một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi vài phút sau ngọc vinh tỉnh lại từ ảo cảnh sau đó nhanh chóng kiểm tra quần áo của mình lúc này lâm tỉnh tò mò thò đầu vào ngọc vinh lập tức trở nên ngoan ngoãn cúi đầu nói Tôi thua rồi, anh dối. muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý." Nói xong, không khỏi chui vào váy của Lâm Tỉnh, tiểu cửu cũng ở đó, càng nhìn càng thấy náo nhiệt. "Chủ nhân, hãy nắm bắt cơ hội đi, giây tiếp theo, Lâm Tỉnh nắm lấy tay Ngọc Vinh, tôi muốn em và tiểu cửu hòa hợp với nhau." Vừa nói xong, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu như heo. Nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, tiểu cửu cười khúc khích, "Tùy em." Sau đó ngoan ngoãn đưa tay nhỏ về phía Ngọc Vinh, Ngọc Vinh cũng nhẹ nhàng nói một tiếng ử ừ, nhưng khi hai người chạm vào nhau, lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tỉnh cười ngớ ngẩn hài lòng rất tốt, mọi người đều là bạn tốt, vấn đề đã được giải quyết, nhưng Yêu thú lại nhìn với vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm, ngươi nhìn từ đâu mà thấy vấn đề đã được giải quyết. Buổi chiều tối, Lâm Cảnh trở về phòng, định ngủ một giấc ngon lành, không ngờ tiểu Cửu lúc này lại bò đến trước mặt anh, Lâm Cảnh tưởng rằng cậu ta đến để tính sổ vì chuyện của Ngọc Vinh, nhưng tiểu Cửu lại nói không cần nghĩ nhiều, tôi cũng mệt rồi, chỉ là lo lắng cơ thể của anh quá yếu, đến cả Ngọc Vinh cũng không đối phó nổi. Sau này làm sao bảo vệ được Văn Ngôn? Ánh mắt của Lâm Cảnh trở nên vô cùng kiên định, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, trở thành một đại la kim tiên thực sự tiểu cửu nghe xong cười hì hì chỉ dựa vào mấy sư phụ yếu đuối của anh sao không bằng để tôi dạy anh nhưng trước đó tôi cần bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao trong trận đấu vừa rồi 30 giây sau tiểu cửu hài lòng thưởng thức hương vị của tinh huyết lúc này hắn mới nói với lâm cảnh thực ra anh sở hữu thiên linh căn chỉ vì kinh mạch yếu ớt mới làm chậm trễ việc tu luyện trước đây anh không thể triệu hồi yêu thú hộ pháp cũng là vì linh khí quá tinh khiết những yêu thú cấp thấp vốn dĩ không thể chịu đựng nổi sẽ bị nổ tung mà chết còn đối với những đại yêu có huyết mạch cao quý như tiểu cửu thì lại khác tinh huyết của lâm cảnh ngược lại là loại bổ phẩm tốt nhất lúc này lâm cảnh mới nhận ra sau khi ký kết khế ước tu vi của anh thực ra đã tăng lên rất nhiều trước đây anh hoàn toàn không thể đạt đến giai đoạn luyện khí sơ kỳ điều đó có nghĩa là khi lâm cảnh dùng tinh huyết để nuôi dưỡng tiểu cửu tiểu cửu cũng đang phản bổ anh một vòng tuần hoàn tốt đẹp như vậy chẳng phải là song tu hoàn hảo nhất sao lâm cảnh nghe đến song tu thì do dự nhưng tiểu cửu lại không cho anh cơ hội để suy nghĩ kéo anh vào trốn ôn nhu giáo viên cho phép học sinh mang thú cưng đến lớp nhưng anh lại mang theo một con cô gái mảnh mai với dáng vẻ nóng bỏng còn công khai tán tỉnh và thể hiện tình cảm ngay trong lớp học cảnh tượng này khiến thanh mai trúc mã tức giận đến bùng nổ ngay tại chỗ hận không thể xé xác hắn ra thành từng mảnh nhưng giáo viên lại khen ngợi điều này khuyến khích các bạn học sinh khác cùng học theo hóa ra đây là một sự kiện mà con người và yêu thú cùng tồn tại xây dựng sự thân thiết với yêu thú chính là bài học đầu tiên của người tu hành tuy nhiên yêu thú của người khác đều là mèo hoặc chó nhưng yêu thú mà lâm tỉnh nuôi lại là một yêu thú thái cổ đã ngủ yên ba năm không chỉ nghe lời anh giam giáp mà còn có thể giúp anh tu hành vượt bậc có yêu thú tuyệt đỉnh này làm bạn đồng hành linh cẩm đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ thậm chí nửa đêm cũng không ngừng tu luyện cho đến khi không chịu nổi nữa mà ngất đi trong nước mắt miệng vẫn lẩm bẩm rằng tôi sẽ trở thành đại la kim tiên người đàn ông lời này vừa thốt ra tiểu tử liền sững sờ bởi vì ba năm vị đế vương kia cũng từng nói những lời tương tự giây tiếp theo tiểu tử nhẹ nhàng nâng mặt anh lên lặng lẽ hút một hơi tinh khí rồi yên tâm ngủ chỉ vì một hơi tinh khí này không những sẽ giúp bản thân khôi phục một phần tu vi đồng thời cũng có thể phản bổ lâm cảnh giúp anh ta trở nên mạnh mẽ hơn không ngờ rằng tiểu tử lại có tư chất trời ban lại khiến người ngoài vô cùng ghen tị ngày hôm sau nhạc tinh đã sớm mai phục chuẩn bị nhân lúc lâm cẩm mai chưa trưởng thành để tiêu diệt cô ấy sau đó sẽ cướp lấy tiểu tử của anh ta lúc này lâm cảnh vẫn hoàn toàn không hay biết gì nhìn dáng vẻ vui tươi của anh ta bây giờ trong lòng lại đang suy nghĩ buổi sáng khi tỉnh dậy rõ ràng thấy mắt tiểu tử đỏ hoe vì khóc vừa định hỏi nguyên nhân thì phát hiện linh tê lao tới nhanh chóng linh cẩm không do dự chắn trước tiểu cửu lo lắng hét lên nhanh tránh ra ai ngờ tiểu cửu lại chắn trước mặt anh ta lúc này sừng nhọn của linh tê đã ngay trước mắt chỉ thấy tiểu cửu từ từ giơ tay nhỏ lên nhẹ nhàng búng một cái đã đẩy linh tê ra xa trăm mét cảnh tượng này khiến các học sinh trên đường ngây người ngay cả lâm tỉnh cũng hoàn toàn bàng hoàng yêu thú của chắc việt cát bị hạ gục trong trước mắt sức mạnh của tiểu cửu rốt cuộc mạnh đến mức nào trước đó lâm tỉnh đã nhiều lần dặn dò anh phải khiêm tốn bây giờ thì hay rồi cả học viện đều xôn xao bàn tán thêm vào đó nhan sắc như nghiên nước nghiêng thành của tiểu cửu khiến các chàng trai không còn tâm trí học hành. Lâm Tỉnh chỉ biết bất lực, tóm lại, sau này em phải khiêm tốn hơn nữa. Tiểu Cửu với vẻ mặt không kiên nhẫn đồng ý, sau đó, cô ấy hừ một tiếng đầy đáng yêu, biểu cảm này khiến các học viên nhìn mà chảy máu mũi. Lâm Tỉnh hoàn toàn chịu thua. Muốn khiêm tốn mà không thu hút sự chú ý thật quá khó. Giáo viên cũng không có ý kiến gì, dù sao yêu thú cũng là người bạn tốt nhất của con người và yêu cầu Lâm Tỉnh lên trước để làm mẫu, trận gió vừa được giảng dạy. Nhưng Lâm Tỉnh chỉ mải cãi nhau với Tiểu Cửu, hoàn toàn không nghe giảng, bây giờ chỉ có thể làm theo cách bắt trước. Dùng chu sa vẽ bùa chú, sau đó hét lớn một tiếng khai, kết quả lại không có chút phản ứng nào, mọi người thấy vậy không nhịn được cười, đồ vô dụng vẫn là đồ vô dụng, thật là lãng phí một yêu thú hình người. Ai ngờ vừa nói xong thì thấy hiện trường gió lớn nổi lên. Lâm Tỉnh mắt sáng lên, đã thành công rồi, không những thế, gió càng thổi càng mạnh, hoàn toàn không thể dừng lại, hóa ra tất cả đều là công lao của Tiểu Cửu, nhưng điều này lại khiến Ngọc Vinh càng lo lắng, vì Tiểu Cửu đã đánh bay linh tê của Lạc gia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều cao thủ hơn lúc này chu giật thần đến để thừa nước đục thả câu ngươi có thể bán tiểu cửu cho ta với gia thế của ta có lẽ có thể bảo vệ ngươi an toàn vừa nói xong lâm cảnh dẫn dữ đến đỉnh điểm vừa định phát tác thì thấy lạc gia cùng mọi người đi tới hóa ra đây là đại ca của lạc hân lạc mỹ từ yêu thú phía sau hắn có thể nhận ra hắn là cao thủ của giai đoạn kết đan mọi người nghe thấy đều sợ hãi đến há hốc mồm, trực tiếp trốn sau lưng lâm cảnh còn tiểu tử cười lạnh một tiếng tỏ ý rằng một đứa trẻ ở giai đoạn kết đan cũng dám đến tìm ta để hỏi tội lạc lôi cũng là một nhân vật công chúng đúng nghĩa bị nói như vậy hắn hoàn toàn nổi tiếng lôi lăng hy phía sau hắn cũng gầm lên chu giật thần bên cạnh sợ đến mức ra đầu tê dại con quái vật này mạnh gấp trăm lần linh tê lâm cảnh lần này gặp rắc rối rồi lạc lôi nói rằng bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp quỳ trước mặt ta và dâng người phụ nữ này cho ta có lẽ ngươi sẽ chết một cách đàng hoàng hơn đối mặt với kẻ thù mạnh lâm cảnh không hề nhượng bộ chút nào dù có chết ta cũng không giao tiểu cửu cho ngươi vừa dứt lời tiểu cửu liền ôm lấy hắn nhỏ giọng nói đi đi tất cả tùy theo ý ngươi sử dụng trận pháp ta đã dạy ngươi sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn về phía trước lâm cảnh lập tức bùng nổ khí tức mạnh mẽ khi linh tê lao tới trực tiếp dùng băng giá bao vây chặt chẽ cảnh tượng này ngay cả lâm cảnh cũng không dám tin bởi vì không biết từ lúc nào tu vi của mình đã tăng lên đến kỳ chủ cơ do bị thương nặng từ yêu thú lạc lôi cũng bị thương nặng theo lạc tinh thấy vậy liền muốn phản công đưa chuyện này lên học viện đạo nhưng lạc lôi lại nói thôi bỏ đi thua là thua rồi là do tôi kỹ năng không bằng người sau đó lại cúi đầu nhận lỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy nhục nhã không chịu nổi kết thù sâu đậm với lâm cảnh khi trở về phòng chu giật thần lập tức biến thành kẻ nịnh nọt muốn bái lâm cảnh làm sư phụ đại ca tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi một bên im lặng nhưng ngọc vinh càng nghĩ càng không thoải mái oán trách rằng tất cả đều do tiểu cửu luôn gây rắc rối mới khiến lâm cảnh nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng tiểu cửu lại như không nghe thấy gì vẫn thành thơi thưởng trà ngọc vinh vô thức quay đầu nhìn lại dây tiếp theo liền hét lên kinh hoàng trong phòng chỉ có một chiếc giường các người ngủ như thế nào lần này bình giấm chua hoàn toàn đổ yêu thú chẳng phải cũng là con gái sao tiểu cửu hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích yêu vương quyến rũ đã ngủ say ba năm khi tỉnh dậy lại phát hiện những thần dân từng có đều đã trở thành thú cưng của loài người ngay cả bản thân mình cũng bị một kẻ vô dụng cưỡng ép ký kết hợp đồng dự trữ điều đáng buồn hơn là loài người đã bóp méo lịch sử viết nó thành hồ ly tinh gây loạn triều đình cuối cùng thiên thần thương xót chúng sinh giúp hoàng đế nhân loại chém giết đại yêu mới thu phục toàn bộ yêu tộc và trừng phạt các dũng sĩ của họ bằng cách biến họ thành nô lệ của loài người tiểu cửu nghe xong toàn thân không ngừng run rẩy nhớ lại cảnh bị sỉ nhục năm xưa tức giận ném cuốn sử sách thật là một lũ nói dối hoàn toàn không phải như vậy vừa nói vừa rơi nước mắt tủi thân lâm tỉnh nhẹ nhàng xoa đầu anh ta và nói xin lỗi tôi tin bạn cho đến sáng hôm sau tiểu cửu vẫn còn tức giận tối qua lâm tỉnh cũng bị cắn một cái đau lúc này viện trưởng trực tiếp tìm đến họ biết chuyện lâm tỉnh đánh bại linh thú thượng cổ mời anh ta tham gia cuộc thử thách cạnh tranh ai có thể là người đầu tiên tìm thấy tiên linh trong tiên lâm bí cảnh thì sẽ được chọn làm đệ tử đứng đầu tiểu cửu biết được thì cũng rất vui không tệ đầu nhóc trở thành đệ tử đứng đầu là đã tiến thêm một bước gần hơn đến đại la kim tiên của cậu rồi nhưng lâm cảnh lại không dám lơ là chỉ vì trong số các thí sinh lần này còn có thiên tri kiêu nữ chu mẫu mẫu cô ấy là em họ của chu giật thần có thể lợi dụng khả năng tìm báu vật bẩm sinh của tỷ hưu chu giật thần cũng rất tự tin về điều này nôn nóng chạy vào rừng rậm nhưng chỉ vài giây sau đã bị dây leo quấn chặt âu mông mông thấy vậy thở dài anh trai tôi thực ra không phải người xấu chỉ là đầu óc không được tốt lắm sau đó bắt đầu giải cứu anh trai mình lâm cảnh thì dựa vào dao động của rừng cây đến trước một hang động ngọc vinh nhìn vào bên trong tối om có chút sợ hãi nhưng nhìn thấy người trong lòng và con cáo nhỏ đã đi vào cũng chỉ có thể cắn răng đi theo nhưng mỗi bước đi lại phát hiện trên đầu đầy những con mắt đỏ rực khiến anh ta sợ hãi hét lên hàng vạn con rơi bắt đầu náo loạn linh cảnh thấy vậy liền đẩy anh ta ngã xuống đất còn tiểu cửu thì thậm chí không chớp mắt đợi đến khi đàn rơi yên tĩnh lại mới nói là anh may mắn đấy tiếng hét này không đánh thức con lớn bên trong hóa ra sâu trong hang động giam giữ một con quái thú cổ đại vô cùng hung dữ lông mũi của nó cứng như sắt còn có thể phun ra lửa ta muội tuy nhiên viên đá linh thiêng lại được khảm ngay sau lưng nó thấy nó vẫn đang ngủ say ba người cũng do dự không biết có nên tiến lên hay không lúc này ngọc vinh nghĩ ra một cách lấy ra một lá bùa tàng hình muốn nhân lúc nó ngủ mà trộm viên đá linh thiêng dù sao thì anh ta cũng muốn tranh giành vị trí đệ tử đứng đầu tuy nhiên sau khi kích hoạt thuật tàng hình bản thân anh ta đã tàng hình nhưng quần áo vẫn có thể nhìn thấy ngọc vinh không khỏi lúng túng không biết phải làm sao chẳng lẽ phải cởi hết quần áo trước mặt lâm cảnh nhưng nghĩ đến việc không thể để tiểu cửu coi thường anh ta quyết định bắt đầu cởi quần áo sau đó lặng lẽ tiến về tổ của họa đậu thấy anh ta sắp tiếp cận viên đá linh thiêng tiểu cửu cười nhìn về phía lâm tỉnh nếu không làm gì anh sẽ nói gì giây tiếp theo anh ta lại truyền linh khí của mình cho lâm tỉnh đồng thời từ xa vang lên tiếng xèo xèo của da bị bỏng hóa ra dưới ảnh hưởng của họa động mặt đất xung quanh đều nóng bỏng nhưng điều này không là gì đối với ngọc dung tuy nhiên anh ta lại quên mất khứu giác nhạy bén của họa đậu lúc này họa đậu đột nhiên mở to đôi mắt đỏ rực bắt đầu tấn công ngọc dung ở khoảng cách gần như vậy ngọc dung chắc chắn sẽ bị thiêu thành cho trong thời khắc quan trọng lâm tỉnh lại một lần nữa thi triển huyền băng chú băng giá lạnh lẽo ngay lập tức đóng băng mọi thứ lâm tỉnh hét lên còn đứng đó làm gì mau trốn đi sau đó ra hiệu cho tiểu tử chính là bây giờ khi họa đậu vừa thoát ra được tiểu tử cười gian xảo trực tiếp sử dụng chiêu thức quyến rũ đặc trưng theo dòng chảy của năng lượng màu hồng họa đậu ngay lập tức bị tấn công bởi những viên kẹo ngọt sau khi làn khói màu hồng tan biến thì phát hiện họa đậu với biểu cảm mê hồn lúc này ngọc vinh tiến lên cảm ơn vì đã cứu mạng và đưa linh thạch trong tay cho linh cảnh nhưng lại quên rằng phù ẩn thân đã mất tác dụng từ lâu linh cảnh nhìn thấy mặt đỏ bừng lập tức che mắt lại tiểu cửu cũng nghịch ngợm nhìn và nói ồ oh, không tệ đâu mặt của ngọc vinh lập tức từ đỏ bừng chuyển sang xanh xám giây tiếp theo đấm lâm tỉnh bay đi đồ ăn vật trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống vừa hay bị một con rơi bắt đi nhanh chóng bay ra ngoài hang ai ngờ lại đâm chúng chu giật thần bên ngoài tạm thời lại bay ra ngoài rơi vào tay chu mông mông đang ngơ ngác thế là anh ta mơ hồ trở thành đệ tử đứng đầu chu giật thần thì ở bên cạnh thổi kèn loạn xạ trong hang núi chắc việt và yêu thú bị tôi đánh cho thê thảm nhưng mọi người lại không ai để ý đến anh ta lúc này một cơn gió mạnh thổi qua trên không thì ra là kim ốc điểu một trong tứ thần thú của học viện phụng thiên được coi là huyết mạch thượng đẳng cấp thần và chủ nhân của nó chính là người của liên minh tiên côn lun tiểu cửu nghe thấy liền có hứng thú hỏi rằng liên minh tiên côn lun là gì thì ra những người trong đó đều là thiên tài nhóm đệ tử vẫn chưa tốt nghiệp đã được các tông môn lớn chọn trước lần trước lạc lôi cũng là một trong số họ tiểu cửu không tôn trọng thì ra là vậy vậy thực lực cũng không ra sao à câu nói này khiến linh tỉnh gãi đầu dù sao thì bản thân mình còn kém họ xa nhưng chưa kịp nói hết đã bị tiểu cửu nhét vào miệng một miếng bánh quy ăn dở tôi nói bạn có thể thì bạn nhất định có thể cảnh này khiến ngọc vinh ghen tị đến cực điểm chị linh hôm nay chị cũng phải ăn một miếng của em bánh quy còn lại không biết rằng ở bên kia hạ lan đang chất vấn dù sao thì thất bại của lạc lôi đã làm mất mặt phái côn lôn và mắng mỏ những kẻ như lạc lôi là đồ vô dụng lần sau phải chọn lựa kỹ càng vừa nói xong lạc lôi tức giận ngay tại chỗ đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão thì có thể hống hách loại phụ nữ như cô ông đây không thèm phục vụ phụ Anh nữa. ngờ dây tiếp theo ngón tay đã bị hắn bẻ gãy đã hắn văng ra xa vài mét và ra lệnh phải kiểm tra từng người một trong lứa tài năng này đặc biệt là còn có lâm tỉnh ta muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh chỉ là cửu vĩ thôi mà yêu hồ ai cũng biết họ không chỉ dễ thương quấn quýt mà còn rất biết giúp đỡ lẫn nhau vừa mới đây thôi lâm tỉnh nhận được một bức thư chiến thuật từ kẻ thù ánh mắt của tiểu cửu lập tức trở nên lạnh lùng nhưng anh ngờ khi gặp mặt đối phương lại quỳ xuống đất hóa ra anh trai của hắn lần trước bị lâm cảnh đánh bại khiến liên minh tiên côn lôn bị hắn nuốt chửng người đứng đầu hạ lan ngay lập tức thu hồi yêu thú của hắn công khai gọi tên muốn gặp lâm cảnh nếu không sẽ vĩnh viễn hủy bỏ hợp đồng giữa anh trai hắn và yêu thú phải biết rằng người tu hành mà không có hộ pháp yêu thú chẳng khác nào lấy đi mạng sống của hắn lâm cảnh nghe xong tức giận không chịu nổi lập tức lên đường đến tiên tông côn lôn nhưng tiểu cửu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lạc tinh này chắc chắn muốn mượn tay hạ lan để tiêu diệt lâm cảnh trên đường đi tiểu cửu muốn khuyên anh rằng anh có chắc muốn đứng ra không dù sao thì lúc đầu là lạc lôi chủ động khiêu khích anh nhưng lâm cảnh lại nói từ khi có em anh mới biết hộ pháp quan trọng với mình đến nhường nào nếu hôm nay người bị bắt giữ là tiểu cửu dù có chết anh cũng sẽ cứu em lời này khiến tiểu cửu trong lòng cảm động em hiểu rồi vậy thì cùng đi nhé tuy nhiên khi họ tìm thấy hạ lan đối phương lại không kiêu ngạo như lạc tinh đã nói nhưng anh ta lại rất hứng thú với lâm cảnh đã đến rồi vậy chúng ta hãy đấu một trận đi đây là quy tắc của học viện có thể dùng cách đấu để giải quyết vấn đề một khi đồng ý sống chết không chỉ mà. thấy lâm cảnh vừa gật đầu đối phương liền thả ra ba nhóm phượng hoàng lửa em trai thua thì đừng trách anh vô tình lâm cảnh không dám lơ là lập tức điều động toàn bộ chân khí trong người hạ lan cũng bị kinh ngạc khi tức hùng hậu này quả nhiên danh bất hư truyền tuy nhiên trận đấu này thắng bại đã định ngay sau đó phát ra một chiêu trưởng tâm lôi pháp lâm cảnh thấy vậy vội vàng né tránh vòng ra phía bên đối phương và phát ra một chiêu cơn lốc rồng ngưng nhưng bị hạ lan dễ dàng hóa giải vừa định chế giễu một chút lại phát hiện lâm cảnh biến mất không dấu vết dây tiếp theo xuất hiện ở phía sau anh ta lâm cảnh không trần chừ, lập tức thả ra huyền binh chú nhưng lúc này phượng hoàng lửa lại cứu anh ta lên không trung lần này hạ lan bị đánh đến đỏ mắt trực tiếp phóng ra hàng chục quả cầu lửa dù lâm cảnh đã mở khiên băng cũng không thể ngăn chặn được cơn mưa lửa lâm cảnh nghĩ lần này chắc chắn sẽ chết không ngờ tiểu cửu lại đứng chắn trước mặt cơn mưa lửa nóng bỏng đánh vào cơ thể của anh ta đây là lần đầu tiên lâm cảnh cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chưa kịp phản ứng đã bị tiểu cửu lật ngược lại và đè xuống hóa ra cơn mưa lửa này khi tiếp xúc với vật thể sẽ phát nổ dù đã tránh được đợt tấn công này nhưng sức mạnh của tiểu cửu vẫn chưa hồi phục không thể chống đỡ được lâu ngay lập tức muốn truyền linh khí còn lại cho anh ta lâm cảnh vừa định từ chối lại bị tiểu cửu nghiêm giọng quát im miệng nghe tôi nói tôi tin anh nhất định sẽ thắng sau đó cưỡng ép truyền linh lực vào miệng anh ta cảm giác kỳ diệu này khiến mặt lâm cảnh đỏ bừng nhưng trong mắt hạ lan điều này không khác gì một màn phát cầu lương từ trên trời rơi xuống các người còn có thời gian rảnh để làm mấy trò này sau đó nhiều cơn mưa lửa hơn nữa ập xuống giây tiếp theo lâm cảnh nhanh chóng dùng một tay đập xuống đất triệu hồi ra một bức tường băng cao ngất chặn đứng toàn bộ mưa lửa hạ lan kinh ngạc sao có thể như vậy sức mạnh này sánh ngang với nguyên anh từ đâu mà có nhưng lúc này lâm cảnh đã lợi dụng cột băng để chạy đến trước mặt lại một lần nữa tung ra một chiêu huyền băng chú tuy nhiên ngay khi đâm vào cổ họng đối phương lại đột ngột dừng lại hạ lan sợ hãi hét lên sau khi bình tĩnh lại khó khăn nói tôi thua rồi cảnh tượng này nhìn thấy tiểu chính không tự chủ được mà nở nụ cười rạng rỡ sau đó hạ lan mang theo yêu thú của lạc lôi đích thân đến nhà xin lỗi tình huống này khiến lạc lôi có chút ngỡ ngàng nhưng khi biết rằng ngay cả hạ lan cũng thua dưới tay lâm cảnh lạc lôi suýt nữa thì rớt cằm hạ lan tự thấy không bằng lần này tôi thua tâm phục khẩu phục hóa ra ngay khi anh ta hỏi điều kiện của đối phương lâm cảnh chỉ nói trả lại yêu thú cho bạn lạc lôi là được anh ta không ngờ điều kiện lại đơn giản như vậy khoảnh khắc đó khi lâm cảnh nắm lấy tay của tiểu chín tôi chỉ hy vọng mọi người hiểu rằng yêu cầu về bước đi không phải là công cụ và khả năng của chúng ta trong mắt tôi anh ấy còn là người thân của tôi không thể chấp nhận sự uy hiếp và cướp đoạt anh ta biết rõ đây là quỹ đạo của lạc tâm nhưng vẫn không do dự mà tiến tới điều này cũng khiến hạ lan từ tận đáy lòng cảm phục anh ta lạc lôi cũng càng thêm cảm kích hóa ra là như vậy lần này tôi nợ lâm cảnh di một ân tình lớn nghe những lời này lạc tinh bên ngoài cửa rậm chân tức giận thật đáng ghét tất cả đều là ý tưởng tồi tệ của bạn nhưng người phụ nữ lại nói không cần vội đại hội tiên môn sắp tới sẽ quy tụ các cao thủ từ khắp nơi đến lúc đó còn sợ không có cơ hội xử lý lâm cảnh sao lạc lôi nghe xong sắc mặt trở nên u ám con hồ ly chín đuôi đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt trong 15 năm người của hồ ly chín đuôi đều biết cách cho ăn của họ là truyền thức ăn từ miệng sang miệng nhưng Lâm Cảnh không thể chấp nhận điều đó. Vì người cho ăn vừa rồi khiến anh ta có một cảm giác kỳ lạ, anh ta muốn nói với Tiểu Cửu trong loài người, nụ hôn có ý nghĩa thực sự, nhưng Tiểu Cửu lại ngơ ngác. Lâm Cảnh ngượng ngùng gãi đầu, chuyện này nhất định phải làm với người mình thích, nhưng còn chưa kịp để Tiểu Cửu trả lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cánh cổng dịch chuyển, hóa ra là các tinh anh của trường Bạch Tông đã đến. Lúc này, học viện Phụng Thiên đã đông nghịt người, các tông phái đều muốn giành vị trí đầu tiên tại đây, ngay sau đó, từ cánh cổng dịch chuyển bay ra một con tàu khổng lồ, cảnh tượng này khiến người của phụng thiên nghiến răng nghiến lợi tông môn lớn nhất phương bắc thì giỏi làm sao nhìn tình hình này cứ như là thế giới của trường bạch tông lý nham người đứng đầu chủ nhà cũng là quán quân của kỳ trước trưởng lão của phụng thiên thấy vậy cũng đã sắp xếp cho anh ta phòng thượng hạng nhưng lý nham lại nói người của tông môn anh ta sẽ ở trên phúc truyền ngô diễn lão phản đối trưởng lão nghe vậy tức giận nghiến răng nghĩ rằng cái gì mà không lao phản rõ ràng là chê bai học viện chúng ta phòng thủ không tốt một con tàu lớn như vậy động trên đầu phụng thiên thật là quá đáng nếu không phải viện trưởng ở đây thì đã đục một lỗ trên con tàu đó rồi ngay sau đó học viên của học viện hải lam ngồi trên đại khôn đến còn có học viện u minh cũng lần lượt đến họ đều muốn nhân dịp này thể hiện sức mạnh của mình thấy tình hình này tiểu cửu tò mò tại sao lâm cảnh không tham gia thử thách nhưng lâm cảnh lại ngượng ngùng vì những người tham gia đều là đệ tử xuất sắc của học viện còn chưa nói xong đã bị tiểu cửu chặn miệng nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ở khóe miệng anh ta anh đã đánh bại hạ lan rồi chẳng lẽ còn không phải là xuất sắc sao tôi nói anh là thì anh chính là lâm cảnh vẫn cảm thấy mình chưa đủ mạnh anh ngờ giây tiếp theo đã bị một đám nữ đệ tử vây quanh, hóa ra chuyện anh đánh bại Hạ Lan đã lan truyền khắp nơi. Tiểu Cửu nhìn anh được mọi người tôn sùng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Ngọc Vinh đầy sát ý, không biết từ lúc nào đối thủ cạnh tranh của mình đã tăng lên gấp mấy lần, tức giận không chịu nổi, anh ta muốn đi báo cáo với giảng viên, không ngờ lại bị người bạn thân vạch trần ngay tại chỗ. Thực ra cậu đã thích Lâm Cảnh từ lâu rồi phải không? Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Ngọc Vinh, càng khẳng định suy đoán của mình. Thực ra cậu nên sớm bày tỏ tình cảm, nếu không sẽ bị người khác cướp mất ngọc vinh nghe xong đỏ mặt im lặng đồng thời giảng viên thượng tình cờ đi qua đây những người mê trai thấy vậy lập tức chuyển hướng vây quanh anh ta nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn dõi theo tiểu cửu lý nham bên cạnh cũng đầy hứng thú với tiểu cửu lúc này hai người đang nói cười vui vẻ dây tiếp theo tiểu cửu cảm nhận được khí tức phía sau đối phương đang cười lạnh nhìn mình nhưng lâm cảnh lại hoàn toàn không nhận ra thấy ngọc vinh liền tiến lên trêu chọc ngọc vinh có phải các cô gái như cậu đều thích giảng viên trưởng thành chín chắn như vậy không thực ra ngọc vinh định tỏ tình với anh ta nghe xong câu này tức giận đấm anh ta bay đi tuy nhiên trong lòng lâm cảnh lại không thể bình tĩnh anh ta tìm đến thượng đảo hỏi nếu con người và yêu thú nảy sinh tình cảm sẽ có ảnh hưởng gì thượng đảo nói rằng con người và yêu thú tình cảm sâu đậm ngược lại càng có lợi cho việc nâng cao sức mạnh chỉ có điều một số yêu thú gần gũi với con người có thể là để đánh cắp linh khí tu luyện rõ ràng là có ẩn ý sau khi anh ta rời đi lâm cảnh không khỏi nghi ngờ tiểu cửu sau đó giảng viên giao bài tập bảo mọi người viết một bài về yêu thú bản mệnh nhưng lâm cảnh lại gặp khó khăn nói ra thì anh ta dường như thực sự biết quá ít về tiểu cửu nhưng tiểu cửu lại vô cùng mong đợi viết đi viết đi dù là vấn đề sâu sắc đến đâu tôi cũng sẽ nói cho anh biết tuy nhiên đến nửa đêm lâm cảnh vẫn không biết viết thế nào là quyến rũ yêu kiều hay ngây thơ ngốc nghếch thêm vào đó là dáng vẻ lôi thôi viết mãi viết mãi đã viết đầy trang tiểu cửu thấy anh ta gặp khó khăn bò lên trước muốn giúp đỡ điều này càng khiến lâm cảnh căng thẳng tay chân lóng ngóng không ngờ cảnh tượng này lại bị ngọc vinh bắt gặp tên này quả nhiên đang quyến rũ lâm cảnh ngọc vinh tức giận không chịu nổi sau đó lại một lần nữa mặc áo tàng hình, cởi bỏ quần áo chuẩn bị vào bắt tiểu cửu làm bằng chứng phạm tội. Một khi phát hiện vi phạm thì để bạn thân đi báo cáo viện trưởng, ở phía bên kia, Lâm Cảnh vẫn chưa có bất kỳ khiếu nại nào. Tiểu Cửu nói rằng hình thể thì đơn giản thôi. Bạn lấy thước đo cho tôi không phải là được rồi sao? Lâm Cảnh nghe xong như bị điện giật, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng kỳ lạ, không ngờ Ngọc Vinh đã lén lút đến gần họ. Tiếp theo cần viết về sở thích của yêu thú bản mệnh, cái này Lâm Cảnh biết, Tiểu Cửu thích ăn những món ngọt, nhưng tiểu Cửu lại lắc ngón tay so với điển hình. Tiểu Cửu thích lâm cảnh hơn, vừa nói xong câu này, Ngọc Vinh suýt chút nữa hét lên, còn trong mắt lâm cảnh thì tràn đầy niềm vui bất ngờ, thật sao cửu vĩ yêu hồ đều biết. Chúng không chỉ dễ thương, quấn quýt mà còn có thể sinh con, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đề phòng bị hút mất tinh khí, chỉ cần một chút lơ là, là sẽ bị ăn sạch không còn gì, nhưng người đàn ông này lại ký kết hợp đồng với một con cổ yêu hồ giết người không chớp mắt, ký kết hợp đồng, thì ra trong thế giới này, mỗi người tu tiên đều sẽ sở hữu một con yêu Thú làm bản mệnh, hộ pháp, có người sở hữu huyết mạch yêu thú xuất sắc của tộc mãnh thú, người có tư chất bình thường cũng có thể chọn loại yêu thú phù hợp. Nhưng ban đầu, Lâm Tỉnh thậm chí còn không thèm để mắt đến con nhện cái tồi tệ nhất. Anh ta thấy rằng ngày mai sẽ là ngày kiểm tra tư chất tu tiên, anh ta chỉ có thể quỳ xuống cầu xin con nhện cái ký kết hợp đồng với mình. Cảnh tượng này khiến các học viên thiên tài cười phá lên, đồ phế vật của Mê Lâm Căn, cảnh tiên giới này đang phân biệt đối xử với các ngươi. Dây tiếp theo, họ thả ra yêu thú, đuổi Lâm Tỉnh vào sâu trong bí cảnh, tưởng rằng leo lên cây là có thể thoát hiểm không ngờ trên đầu còn có một con yêu xà to bằng thùng nước lâm tỉnh bị sợ đến mức trượt chân rơi xuống vách đá đợi đến khi tỉnh lại lần nữa anh ta phát hiện mình bị kéo vào trong một hang động ngoài ra còn có một chiếc gương cổ lâm tỉnh tò mò muốn khám phá một chút bằng đầu ngón tay máu vô tình nhỏ xuống trên đó giây tiếp theo một cô gái mặc sườn xám chui ra khi nhìn thấy lâm tỉnh với khuôn mặt ngơ ngác cô ấy hỏi ngươi là vật tế hiến cho ta sao ba phẩy không 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 năm rồi không ăn gì để ta dùng ngươi lấp đầy kẽ răng trước đã thế là cô ấy lao nhanh về phía lâm tỉnh Ai ngờ giữa đường lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hóa ra là do đói quá lâu. Cô ấy ngất xỉu trong lòng lâm tỉnh. Tình huống này khiến anh ta không biết phải làm sao. Một cô gái gợi cảm như vậy, thật muốn ôm về nhà, nhưng lại sợ bị cô ấy ăn thịt. Nhìn đôi tay nhỏ của cô ấy vẫn đang vẫy qua vẫy lại, lâm tỉnh không dám tin rằng cô gái này lại là một yêu thú. Từng có tin đồn ở đây phong ấn một con cửu vĩ hồ yêu thánh từ thời thượng cổ, chẳng lẽ chính là cô ấy? Nhưng rất nhanh lâm tỉnh cười lạnh. Có nên nhân lúc cô ấy yếu đuối mà ký kết hợp đồng không? Dù sao mình cũng không thể trốn thoát. Sau khi tỉnh lại cũng sẽ bị ăn. Chi bằng đánh cược một phen. Dây tiếp theo lâm tỉnh trực tiếp quỳ xuống để thể hiện thành ý ngay sau đó bắt đầu nghi thức ký kết hợp đồng theo từng câu chú ngữ được đọc lên một giọt máu tim hòa vào cơ thể cô ấy tuy nhiên sau khi nghi thức hoàn thành tiểu cửu lại không có chút phản ứng nào quả nhiên vẫn không được dù sao thì anh ta từng không thể ký kết hợp đồng với một con côn trùng còn mơ tưởng ký kết hợp đồng với đại yêu ai ngờ lúc này khí huyết của tiểu cửu lại sôi trào lên từ từ bay lên không trung giây tiếp theo máu tim của anh ta tràn vào cơ thể ở đây tỉnh. anh ta nhìn thấy chính cái đuôi của tiểu cửu dính đầy máu tươi còn có sát ý vô tận trong mắt anh ta lâm tỉnh sợ hãi lùi lại không tự chủ anh ta rốt cuộc mạnh đến mức nào cùng với việc hoàn thành hợp đồng ở giữa chán tiểu cửu từ từ tỉnh lại sờ vào đầu xoắn ốc rồi lập tức nổi điên thằng nhóc hồi thối anh đã làm gì tôi chưa kịp để lâm tỉnh giải thích anh ta đã bị kéo lên một cách vô lý ngươi có biết ta là ai mà dám ký hợp đồng với ta không rồi một cú đấm vang lên bục đánh cho lâm tỉnh phun máu tươi nhưng bản thân cũng chịu tổn thương nặng nề tương tự hóa ra thú hợp đồng và chủ nhân chia sẻ tổn thương lâm tỉnh chết thì anh ta cũng sẽ theo nhưng tiểu cửu là thái cổ yêu thánh làm sao chịu được sự giả dối này thậm chí muốn cùng lâm tỉnh đồng quy vô tận nhưng ngay lúc này anh ta đột nhiên nghĩ đến mặc dù bản thân đang ở trạng thái yếu đuối nhưng muốn cưỡng ép ký hợp đồng ít nhất cũng phải là đại la kim tiên mới có khả năng mở nội thất ra xem tiểu cửu kinh ngạc vô cùng bề ngoài lâm tỉnh trông như sắp chết nhưng lại sở hữu thiên linh căn ngàn năm có một là điều mà người tu luyện bình thường khó nhận ra linh huyệt như vậy đối với tiểu cửu là đại bổ thêm 10 ngày nữa lực của đối phương được tăng cường có thể giúp anh ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nghĩ đến điều này tiểu cửu cười mãn nguyện được thôi tôi đồng ý nhưng có ba điều kiện thứ nhất mỗi đêm phải cho tôi hút máu một lần còn hai điều kiện còn lại tạm thời giữ lại những linh huyệt này hoàn toàn không quan tâm chỉ cần có thể tu tiên đừng nói ba điều kiện ba mươi điều kiện cũng được tiểu cửu nghi ngờ tu tiên thật sự quan trọng đến vậy sao tất nhiên rồi tôi nhất định phải trở thành đại la kim tiên nghe vậy tiểu cửu không nhịn được cười câu này đã lâu rồi không nghe thấy ngày hôm sau kỳ thi xác định tư chất của học viện bắt đầu như dự kiến người đầu tiên được kiểm tra chính là kẻ ác độc hôm qua là con trai của gia tộc linh tê độc tử Hàn vô dĩ đã được công nhận là thiên tài khi học viện đặt tay cương lên thiên linh liền hiển thị ra tu vi hậu kỳ trúc cơ mọi người bên dưới ồn ào cả lên đây là mức độ mà sau khi nhập học viện quy chân còn phải khổ tu 7 năm mới đạt được linh tê dưới tay ngươi càng hiển lộ huyết mạch cấp xuất sắc tuy nhiên lúc này lâm cảnh vẫn chưa xuất hiện ngọc vinh trong đám đông bắt đầu cảm thấy bất an chỉ vì lâm cảnh là người trong lòng của hắn dây tiếp theo nam thần của toàn trường chu giật thần tiến lại gần vừa vút ve con tiểu tỷ hưu của mình vừa nói để cậu đợi lâu rồi tôi đã cảm nhận được sự mong đợi của cậu đối với tôi sự xuất hiện của hắn khiến các cô gái có mặt ở đó ngay lập tức mê mẩn tuy nhiên ngọc vinh lại hoàn toàn phớt lờ dây tiếp theo lâm cẩm xuất hiện phía sau hắn ôi chào tiểu vinh vinh thích kiểu này sao ngọc vinh nhìn lại thấy đó là lâm cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng không phải đâu người tôi thích là nhưng chưa kịp nói hết câu thì phát hiện ra bên cạnh có một mỹ nhân gợi cảm hắn là ai sao cậu lại ở cùng hắn Lâm Cảnh vừa định giải thích thì bị Tiểu Cửu ôm chặt lấy. Người ta chính là yêu thú hộ pháp của hắn, Ngọc Vinh lập tức ghen tuông. Cứ tưởng hắn không thể triệu hồi được yêu thú, mang một cô gái vào để đủ số lượng à? Cô ta có đuôi trắng to và là yêu thú, cậu định qua mặt mọi người sao? Dù có lửa được sư tôn thì ở Thiên Linh cũng sẽ bị lộ thôi, nhưng Tiểu Cửu càng lúc càng tự tin, khiến Ngọc Vinh tức đến không nói nên lời. Lúc này, liên tục có người bị loại, thậm chí Liên Vân cũng bị kéo ra ngoài, giây tiếp theo lâm cảnh ngẩng cao đầu bước lên đài cao tiểu cửu theo sát phía sau thấy vậy mọi người đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ không ai ngờ rằng cô chị gợi cảm phía sau lại là hộ pháp của anh ta tiểu cửu ân cần nói những kẻ phiền phức này có cần ta giúp ngươi xử lý không lâm cảnh nhỏ giọng nói trước khi đến đã nói rồi một lát nữa phải khiêm tốn đấy nhưng khi sư tôn kiểm tra thấy tiểu cửu thì liền ngớ người ra không thể nào đây lại là yêu thú hình người dây tiếp theo lâm cảnh tự tin vỗ lên thiên linh trung lôi thành muốn kiểm tra kết quả nhưng chỉ là luyện khí sơ kỳ tiểu cửu thấy vậy cười tinh nghịch chỉ đưa ngón út ra nhẹ nhàng chọc một cái sư tôn sợ đến mức nhảy dựng lên thiên linh trung hiển thị huyết mạch thái cổ xuất sắc đây vẫn là tiểu cửu thu liễm và chỉ dùng một phần mười sức mạnh không ngờ điều này suýt nữa khiến thiên linh trung tự bảo vệ như vậy lâm cảnh cũng đã thành công vào được quy chân viện trong lớp học bên cạnh người khác không phải là mèo nhỏ thì cũng là chó nhỏ nhưng người đi cùng lâm cảnh lại là đại yêu quyến rũ thậm chí còn khiến các đồng tu không thể tập trung học giây tiếp theo sư tôn hoa mặc lan tưới chút nước cho cây ngay lập nhỏ. tức nó lớn lên thành một vật khổng lồ lúc này các học sinh mới hoàn toàn tỉnh táo lại tiểu cửu thấy vậy tinh nghịch nhảy vào lòng lâm cảnh giả vờ bị hoảng sợ tình cảnh này khiến chu giật thần rối bời như tơ vò ngay lập tức cảm thấy con tỳ hưu của anh không còn hấp dẫn nữa Anh ngờ dây tiếp theo tiểu cửu lại công khai cầu xin lâm cảnh cho anh ấy một ngụm máu kinh hoàng để chấn tĩnh lúc này ngọc vinh không thể chịu đựng được nữa đứng dậy nổi giận qua đáng lắm rồi anh nên dừng lại đi tuy nhiên lại quên rằng đây vẫn đang trong giờ học cuối cùng sư tôn trực tiếp phạt anh ấy phải đối mặt sau giờ học tiểu cửu buồn chán vươn vai lâm cảnh biết anh ấy không hứng thú với những khóa học cấp thấp này nên để anh ấy đi nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng tiểu cửu lại cố tình bị phong ấn suốt 3,000 năm, nghe thầy giáo vô dụng giảng bài, cũng còn hơn là ở một mình. Giây tiếp theo, anh ấy kéo lâm cảnh lại gần, nôn nóng muốn hút một ngụm tinh huyết. Để tỉnh táo, ai ngờ cảnh này lại bị Ngọc Vinh bắt gặp, anh ấy cảm thấy mình bây giờ đúng là một kẻ bị oan ức lớn. Hơn nữa, không nên quá phô trương, chắc chắn sẽ mang lại tai họa cho lâm cảnh. Nhưng tiểu cửu lại lý luận hùng hồn, trong nội quy trường viết rằng người và yêu thú cùng tu luyện, sống hòa hợp với nhau. Yêu thú của chủ nhân tất nhiên phải ăn ngủ cùng chủ nhân ngọc vinh nghe mà dậm chân quyết định gửi thư thách đấu nếu thắng thì tiểu cửu trong những lúc không cần thiết không được xuất hiện trước mặt lâm cảnh tuy nhiên lâm cảnh cũng không thể không nhận lời vì đây là quy định tu luyện của học viện phụng thiên giữa các đệ tử có thể giải quyết mâu thuẫn thông qua đấu tay đôi công bằng tiểu cửu nghe xong vui mừng nhảy nhót nói rằng nếu tôi và chủ nhân thắng bạn cũng phải vô điều kiện tuân theo yêu cầu của anh ấy ai ngờ ngọc vinh lại hiểu lầm mặc dù chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng bây giờ đã vô điều kiện tuân theo liệu có phải là quá sớm không ngay sau đó anh ta ra lệnh cho yêu thú cả hai bay lên không trung phóng ra hai luồng gió lạnh trong lúc nguy cấp lâm cảnh đứng chắn trước tiểu cửu để bảo vệ cậu ấy sau hai tiếng nổ cả hai người đều không bị thương chút nào hóa ra là tiểu cửu đã một mình chịu hết mọi tổn thương nhìn nụ cười của cậu ấy dần dần đông cứng lại ngọc vinh ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy lực mạnh mẽ đối phương giống như một con ác quỷ có thể nuốt chừng cả trời đất em gái nhỏ có đang nhìn chằm chằm vào khát vọng trong lòng anh không dây tiếp theo ngọc vinh liền bị kéo vào ảo thuật của hắn trước mắt lập tức xuất hiện một trăm người đàn ông lực lưỡng ngọc vinh ngay lập tức bị đánh bại mặt đỏ bừng nằm trên mặt đất kiện tráng lâm tỉnh không khỏi có chút lo lắng còn tiểu cửu thì không nhịn được mà lại cười lên không sao đâu anh ấy đang vui vẻ mà một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi vài phút sau ngọc vinh tỉnh dậy từ ảo cảnh sau đó nhanh chóng kiểm tra quần áo của mình lúc này lâm cẩm tò mò thò đầu vào ngọc vinh ngay lập tức trở nên khiêm nhường tôi thua rồi anh muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý nói xong không khỏi cúi đầu vào váy tiểu cửu cũng ở đó càng nhìn càng thấy náo nhiệt chủ nhân hãy nắm bắt cơ hội đi dây tiếp theo Lâm Cảnh nắm lấy. tay của Ngọc Vinh nói rằng tôi muốn bạn và tiểu cửu hòa hợp với nhau, vừa nói xong, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu như lợn. Nhìn nhau chằm chằm vài giây. Tiểu cửu cười khúc khích, tùy bạn thôi, sau đó ngoan ngoãn đưa tay nhỏ về phía Ngọc Vinh. Ngọc Vinh cũng nhẹ nhàng nói một tiếng được, nhưng khi hai người chạm vào nhau, lại mỗi người trở nên nghiến răng nghiến lợi. Lâm Cảnh hài lòng cười ngớ ngẩn, rất tốt, mọi người đều là bạn tốt, vấn đề đã được giải quyết, nhưng yêu thú lại tỏ vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm, bạn nhìn từ đâu mà thấy vấn đề đã được giải quyết? Buổi chiều tối, Lâm Cảnh trở về phòng định ngủ một giấc ngon lành không ngờ tiểu cửu lúc này lại bò đến trước mặt anh lâm cảnh nghĩ rằng cậu ta đến để tính sổ vì chuyện của ngọc vinh nhưng tiểu cửu lại nói không cần nghĩ nhiều tôi cũng mệt rồi chỉ lo lắng cơ thể của bạn quá yếu ngay cả ngọc vinh cũng không đối phó nổi sau này làm sao bảo vệ tôi lâm cảnh nghe vậy ánh mắt trở nên vô cùng kiên định tôi sẽ trở nên mạnh mẽ trở thành một đại la kim tiên thực sự tiểu cửu nghe xong cười hì hì chỉ dựa vào mấy sư phụ yếu đuối của bạn sao không bằng để tôi dạy bạn nhưng trước đó Tôi cần bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao trong trận đấu vừa rồi. 30 giây sau, tiểu cửu hài lòng thưởng thức hương vị của tinh huyết. Lúc này, anh ta mới nói với Lâm Cảnh rằng, thực ra bạn sở hữu thiên linh căn, chỉ vì kinh mạch quá yếu nên mới làm chậm trễ việc tu luyện. Trước đây bạn không thể triệu hồi yêu thú hộ pháp cũng là do linh khí quá tinh khiết. Những yêu thú cấp thấp không thể chịu đựng nổi, sẽ bị nổ tung mà chết. Còn đối với tiểu cửu, một đại yêu có huyết mạch cao quý, tinh huyết của Lâm Cảnh lại là loại bổ phẩm tốt nhất. Lúc này lâm cảnh mới nhận ra sau khi ký kết khế ước tu vi của anh thực ra đã tăng lên rất nhiều trước đây anh không thể đạt đến giai đoạn luyện khí sơ kỳ nói cách khác khi lâm cảnh dùng tinh huyết để nuôi dưỡng tiểu cửu tiểu cửu cũng đang phản bổ anh một vòng tuần hoàn tốt đẹp như vậy chẳng phải đây chính là song tu hoàn hảo nhất sao lâm cảnh nghe đến song tu thì do dự nhưng tiểu cửu lại không cho anh cơ hội suy nghĩ kéo anh vào trốn ôn nhu có yêu thú tuyệt phẩm như vậy cùng luyện tập lâm cảnh đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú thậm chí nửa đêm cũng không ngừng tu luyện cho đến khi không chịu nổi mà ngất đi miệng vẫn còn lẩm bẩm ta là người sẽ trở thành đại la kim tiên vừa nói xong tiểu cửu liền sững sờ bởi vì ba nghìn năm trước vị đế vương kia cũng từng nói những lời tương tự giây tiếp theo tiểu cửu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên lặng lẽ hút một ngụm tinh khí rồi yên tâm ngủ chỉ vì ngụm tinh khí này không chỉ giúp mình khôi phục một phần tu vi mà còn có thể phản hồi linh khí giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn nào ngờ tiểu cửu lại có tư chất trời ban lại khiến người ngoài vô cùng ghen tị sáng hôm sau lạc tinh đã sớm mai phục sẵn chuẩn bị tiêu diệt lâm cảnh mai trước khi cô ấy trưởng thành sau đó cướp lấy tiểu cửu của anh ấy lúc này lâm cảnh vẫn hoàn toàn không hay biết nhìn anh ấy bây giờ trông thật vui vẻ trong lòng lại nghĩ đến lúc sáng sớm khi tỉnh dậy rõ ràng thấy mắt tiểu cửu sưng đỏ vì khóc vừa định hỏi nguyên nhân lại phát hiện linh tê lao tới với tốc độ nhanh chóng linh cảnh không do dự chắn trước tiểu cửu lo lắng hét lên mau tránh ra nào ngờ tiểu cửu lại chắn trước anh ấy lúc này sừng nhọn của linh tê đã ở ngay trước mắt chỉ thấy tiểu cửu từ từ giơ tay nhỏ lên nhẹ nhàng búng một cái đã đẩy linh tê ra xa hàng trăm mét cảnh tượng này khiến các học sinh trên đường ngây người ra ngay cả lâm cảnh cũng hoàn toàn bối rối yêu thú của chắc việt kỳ cứ thế bị tiêu diệt trong chớp mắt sức mạnh của tiểu cửu rốt cuộc mạnh đến mức nào trước đó lâm cảnh đã nhiều lần dặn dò anh phải khiêm tốn bây giờ thì hay rồi cả học viện đều xôn xao bàn tán thêm vào đó nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của tiểu cửu khiến cho các chàng trai không còn tâm trí học hành lâm cảnh mặt đầy bất lực tóm lại sau này em phải khiêm tốn hơn nữa tiểu cửu mặt đầy khó chịu đồng ý sau đó tiểu cửu hư một tiếng đầy đáng yêu nhưng cũng đầy uy lực biểu cảm này càng khiến các học viên chảy máu mũi không ngừng bây giờ lâm cảnh hoàn toàn chịu thua muốn khiêm tốn mà không thu hút sự chú ý thật là quá khó giáo viên cũng không can thiệp vào việc này dù sao thì yêu thú cũng là người bạn tốt nhất của con người và để lâm cảnh tiến lên phía trước để minh họa trận gió vừa được giảng dạy nhưng lâm cảnh chỉ mải mê cãi nhau với tiểu cửu hoàn toàn không nghe giảng hiện tại cũng chỉ có thể làm theo mẫu mà thôi dùng chu sa để vẽ bồ chú sau đó hét lớn một tiếng khai kết quả lại không có chút phản ứng nào mọi người thấy vậy không nhịn được cười đồ vô dụng vẫn là đồ vô dụng thật là lãng phí một yêu thú hình người ai ngờ vừa nói xong thì thấy hiện trường gió lớn nổi lên lâm cảnh mắt sáng lên thành công rồi không những thế gió càng thổi càng mạnh hoàn toàn không thể dừng lại hóa ra tất cả đều là công lao của tiểu tử nhưng điều này lại khiến ngọc vinh càng lo lắng hơn vì tiểu tử đã đánh bay linh tê của lạc gia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều cao thủ hơn lúc này chu giật thần đến để thừa nước đục thả câu có thể bán tiểu tử cho ta với gia thế của ta có lẽ có thể bảo vệ ngươi an toàn vừa dứt lời linh cảnh lửa dẫn bốc lên đến đỉnh đầu vừa định phát tác thì thấy đám người lạc gia đi tới hóa ra đây là đại ca của lạc hân lạc lôi nhìn từ yêu thú phía sau hắn có thể thấy hắn là cao thủ của giới đan tĩnh mấy người nghe xong sợ đến mức há hốc mồm trực tiếp trốn sau lưng lâm cảnh còn tiểu Chính thì cười lạnh một tiếng nói rằng một đứa nhóc giới đan bẩy, cũng dám đến tìm ta để hỏi tội lạc lôi cũng là một nhân vật công chúng danh xứng với thực bị nói như vậy liền hoàn toàn lộ diện lôi linh tê phía sau phát ra tiếng gầm rú chu giật thần bên cạnh sợ đến mức ra đầu tê dại con quái vật này có sức mạnh của hàng trăm con linh tê lần này lâm cảnh gặp rắc rối rồi lạc lôi nói rằng bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp Quỳ trước mặt ta và dâng người phụ nữ này cho ta, có lẽ ngươi chết còn có thể được chút thể diện. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Lâm Cảnh không hề nhượng bộ, dù có chết, ta cũng sẽ không giao tiểu chín cho ngươi. Vừa dứt lời, tiểu chín liền ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng nói, đi đi, hoàn toàn tùy ý ngươi sử dụng, ta sẽ dạy ngươi trận pháp đó. Sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ta về phía trước. Lâm Cảnh ngay lập tức bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, khi Lâm Tịch xông tới, lập tức dùng băng giá bao vây chặt lấy hắn. Cảnh tượng này ngay cả Lâm Cảnh cũng không dám tin, bởi vì bản thân mình không hề hay biết tu vi đã tăng lên đến mức đáng kinh ngạc do bị trọng thương bởi nguyên bộ của yêu thú lạc lôi cũng bị thương nặng theo lạc tinh thấy vậy liền muốn phản công đưa chuyện này lên học viện đạo nhưng lạc lôi lại nói thôi bỏ đi thua là thua là do ta kém cỏi hơn sau người. sau đó lại cúi đầu nhận lỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy nhục nhã chẳng lẽ phải kết thù sâu với lâm cảnh đợi khi trở về phòng chu giật thần lập tức trở thành kẻ nịnh nọt muốn bái lâm cảnh làm đại ca tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh im lặng không nói gì nhưng ngọc vinh càng nghĩ càng không thoải mái quan trách rằng tất cả đều do tiểu cửu luôn gây rắc rối mới khiến lâm cẩm vân nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng tiểu cửu lại như không nghe thấy gì vẫn thành thơi thưởng thức ngọc vinh vô thức quay đầu nhìn lại giây tiếp theo liền hét lên trời ơi trong phòng chỉ có một chiếc giường các người ngủ như thế nào lần này bình giấm chua hoàn toàn đổ rồi yêu thú chẳng phải cũng là con gái sao tiểu cửu hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích yêu vương gợi cảm đã ngủ suốt ba năm tỉnh dậy lại phát hiện những thần dân từng có đều đã trở thành thú cưng của loài người ngay cả bản thân cũng bị một kẻ vô dụng cưỡng ép ký kết hợp đồng bán trước điều đáng buồn hơn là loài người bóp méo lịch sử viết nó thành hồ ly tinh gây loạn triều đình cuối cùng thiên thần thương xót chúng sinh giúp hoàng đế nhân loại chén giết đại yêu mới hoàn toàn thu phục yêu tộc và trừng phạt các chiến binh của họ thành nô lệ của loài người tiểu cửu nghe xong toàn thân run rẩy không ngừng nhớ lại cảnh bị sỉ nhục năm xưa hận đến mức ném mạnh cuốn sử sách thật là một lời nói dối trắng trợn hoàn toàn không phải như vậy vừa nói vừa rơi nước mắt tủi thân lâm cảnh nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy tỏ ý xin lỗi tôi tin bạn cho đến sáng hôm sau tiểu cửu vẫn còn giận tối qua lâm cảnh cũng bị cắn một trận lúc này viện trưởng trực tiếp tìm đến họ biết chuyện lâm cảnh đánh bại linh thú thượng cổ mời anh tham gia cuộc thử thách cạnh tranh ai có thể là người đầu tiên tìm thấy tiên linh từ nghịch cảnh tiên lâm thì sẽ được chọn làm đệ tử đứng đầu tiểu cửu sau khi biết chuyện cũng rất vui không tệ đầu nhóc trở thành đệ tử đứng đầu là lại gần thêm một bước đến đại la kim tiên của bạn nhưng lâm cảnh lại không dám lơ là chỉ vì trong số các thí sinh lần này còn có thiên tri kiêu nữ chu mỗ mỗ cô ấy là em họ của chu giật thần có thể lợi dụng khả năng tìm báu vật bẩm sinh của tỷ hưu chu giật thần cũng rất tự tin về điều này Nôn nóng chạy vào rừng rậm nhưng chỉ sau vài giây đã bị dây leo quấn chặt âu mông mông thấy vậy thở dài một hơi anh trai tôi thực ra không xấu chỉ là đầu óc không được tốt lắm sau đó bắt đầu giải cứu anh trai lâm cảnh thì dựa vào dao động của linh lực đến trước một hang động ngọc vinh nhìn vào bên trong tối om có chút sợ hãi nhưng nhìn thấy người trong lòng và con cáo nhỏ đi vào cũng chỉ có thể cắn răng đi theo nhưng mỗi bước đi lại phát hiện trên đầu đầy những con mắt đỏ sợ đến mức thầy trò hét lên hàng vạn con rơi bắt đầu náo loạn lâm cảnh thấy vậy liền đè anh ta xuống đất còn tiểu cửu thì không chớp mắt một cái đợi đến khi đàn rơi yên tĩnh lại mới nói là anh may mắn tiếng hét này không đánh thức con lớn bên trong hóa ra sâu trong hang động giam giữ một con quái vật xuất sắc cưỡi trên con thú cổ hung dữ lông mũi cứng như sắt còn có thể phun ra lửa tuy nhiên viên đá tiên linh lại được khảm ở sau lưng nó nhìn thấy nó vẫn đang ngủ ba người cũng do dự không biết có nên tiến lên hay không lúc này ngọc vinh nghĩ ra cách lấy ra một lá bùa tàng hình muốn nhân lúc nó đang ngủ để trộm viên linh thạch dù sao anh ta cũng muốn tranh giành vị trí đệ tử đứng đầu tuy nhiên sau khi kích hoạt thuật tàng hình bản thân thì đã tàng hình nhưng quần áo vẫn có thể nhìn thấy ngọc vinh không khỏi lúng túng không biết phải làm sao chẳng lẽ phải cởi hết quần áo trước mặt lâm cảnh nhưng nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể để tiểu cửu coi thường quyết định bắt đầu cởi quần áo sau đó lặng lẽ tiến về sào huyệt của họa động thấy anh ta sắp tiếp cận viên linh thạch tiểu cửu cười và tiến về phía lâm cảnh nếu không làm gì bạn sẽ nói dây tiếp theo anh ta lại truyền linh khí của mình cho lâm cảnh đồng thời từ xa vang lên tiếng da bị bỏng xèo xèo hóa ra dưới ảnh hưởng của họa động mặt đất xung quanh đều nóng bỏng nhưng điều này không là gì đối với ngọc vinh nhưng anh ta lại quên mất khứu giác nhạy bén của họa đậu lúc này họa đậu đột nhiên mở to đôi mắt đỏ rực bắt đầu tấn công ngọc vinh khoảng cách gần như vậy ngọc vinh chắc chắn sẽ bị thiêu thành cho thời khắc quan trọng lâm cảnh lại một lần nữa thi triển huyền băng chú lạnh giá băng tuyết ngay lập tức đóng băng họa đậu lâm cảnh hét lên còn đứng ngay ra đó làm gì mau trốn đi sau đó ra hiệu cho tiểu tử rằng bây giờ là lúc hành động hoặc rời đi ngay khoảnh khắc thoát thai tiểu tử cười gian xảo trực tiếp sử dụng chiêu thức quyến rũ đặc trưng theo từng luồng năng lượng màu hồng tỏa ra họa đậu ngay lập tức bị tấn công bởi lớp vỏ ngọt ngào sau khi làn khói màu hồng tan đi thấy họa đậu với biểu cảm mê hồn lúc này ngọc vinh tiến lên cảm ơn vì đã cứu mạng và đưa đồ ăn vặt trong tay cho nhưng lại quên rằng phù ẩn thân đã mất tác dụng từ lâu lâm cảnh nhìn thấy mặt đỏ bừng lập tức che mắt lại tiểu cửu cũng nghịch ngợm nhìn và nói ôi chao không tệ đâu khuôn mặt của ngọc vinh lập tức từ đỏ bừng chuyển sang xanh xám giây tiếp theo đấm lâm cảnh bay đi viên linh thạch trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống vừa vặn bị một con rơi bắt đi nhanh chóng bay ra ngoài hang ai ngờ lại đụng chúng chu giật thần bên ngoài tạm thời lại bay ra ngoài rơi vào tay chu mông mông đang ngơ ngác như vậy anh ta mơ hồ trở thành đệ tử đứng đầu chu giật thần thì đứng bên cạnh thổi phồng trong hang động chắc việt và yêu thú bị tôi đánh cho thê thảm nhưng mọi người lại không ai để ý đến anh ta lúc này một cơn gió mạnh thổi qua trên không hóa ra là kim ốc điểu, một trong bốn thần thú của học viện phụng thiên được coi là huyết mạch thượng cổ cấp thần và chủ nhân của nó chính là người của liên minh tiên côn lun tiểu cửu nghe thấy liền có hứng thú hỏi rằng liên minh tiên côn lun là gì hóa ra những người trong đó đều là thiên tài nhóm đệ tử còn chưa tốt nghiệp đã được các tông môn lớn chọn trước lạc lôi lần trước cũng là một trong số họ tiểu cửu không hiếu thảo hóa ra là vậy nhưng thực lực cũng không ra sao cả câu nói này khiến linh tỉnh gãi đầu dù sao thì bản thân mình còn kém họ xa nhưng chưa kịp nói hết đã bị tiểu cửu nhét một miếng bánh quy ăn dở tôi nói bạn có thể thì bạn nhất định có thể cảnh này khiến ngọc vinh ghen tị đến cực điểm linh tỷ hôm nay chị cũng phải ăn một miếng của tôi Bánh quy còn lại không ngờ rằng bên kia hạ lan đang chuẩn bị hỏi tội dù sao thì thất bại của nhạc lôi đã khiến phái côn cô luân mất mặt rất nhiều và mắng nhiếc những kẻ như nhạc lôi là đồ cá thối tôm hỏng lần sau phải chọn lựa kỹ càng lời này vừa thốt ra nhạc lôi lập tức nổi giận đùng đùng đừng tưởng rằng bạn là trưởng lão thì có thể vênh váo loại phụ nữ như cô ông đây không thể phục phụ nữ anh ở dây tiếp theo ngón tay đã bị hắn bẻ gãy một cách thô bạo đã hắn bay ra xa vài mét và ra lệnh phải kiểm tra từng người một trong lứa tài năng này đặc biệt là còn có lâm tình tôi muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng ngay lúc vừa rồi lâm tỉnh nhận được một bức thư thách đấu từ kẻ thù tiểu cửu lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng ai ngờ khi gặp mặt đối phương lại quỳ gối xuống đất hóa ra anh trai của hắn lần trước bị linh cảnh đánh bại khiến liên minh tiên côn luôn bị sỉ nhục người đứng đầu hạ lan lập tức tịch thu yêu thú của hắn trước mặt mọi người chỉ đích danh muốn gặp linh cảnh nếu không sẽ vĩnh viễn hủy bỏ hợp đồng giữa anh trai hắn và yêu thú phải biết rằng người tu hành mà không có yêu thú hộ pháp thì chẳng khác nào lấy đi mạng sống của hắn linh cảnh nghe xong tức giận không chịu nổi lập tức lên đường đến côn loan tiên tung nhưng tiểu cửu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lạc tinh này chắc chắn muốn mượn tay hạ lan để giết linh cảnh trên đường đi tiểu cửu muốn khuyên hắn ngươi chắc chắn muốn đứng ra lần này không dù sao thì ban đầu là lê lôi chủ động khiêu khích ngươi trực tuyến nhưng lâm tỉnh lại nói rằng sau khi có ngươi ta mới biết yêu cầu của hộ pháp đối với bản thân quan trọng đến mức nào nếu hôm nay người bị giam giữ là tiểu cửu dù có chết ta cũng sẽ cứu những lời này khiến tiểu cửu trong lòng cảm thấy hài lòng ta hiểu rồi vậy thì cùng đi thôi tuy nhiên khi họ tìm thấy hạ lan đối phương lại không kiêu ngạo và hống hách như lạc tinh nói nhưng hắn lại rất hứng thú với lâm tỉnh đã đến rồi thì vậy thì chúng ta hãy đấu một trận đi đây là quy tắc của học viện có thể dùng cách đấu để giải quyết vấn đề một khi đã đồng ý thì sống chết không quan trọng chỉ thấy lâm tỉnh vừa gật đầu đối phương liền thả ra ba nhóm hỏa phượng đệ đệ thua thì đừng trách ta vô tình lâm tỉnh không dám lơ là lập tức điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể hạ lan cũng bị kinh ngạc luồng khí dày đặc này quả nhiên danh bất hư truyền tuy nhiên trận đấu này thắng bại đã định ngay lập tức phát ra một tia xét từ lòng bàn tay lâm tỉnh thấy vậy vội vàng né tránh vòng qua đối phương nghiêng người phát ra một đòn long ngưng cuồng phong nhưng bị hạ lan dễ dàng hóa giải vừa định chế giễu một câu thì phát hiện lâm tỉnh biến mất không dấu vết dây tiếp theo xuất hiện sau lưng hắn lâm cảnh không trần trừ trực tiếp thả ra huyền binh chú nhưng lúc này hỏa phượng lại giải cứu hắn lên không trung lần này hạ lan bị đánh đến đỏ mắt trực tiếp phóng ra hàng chục quả cầu lửa dù lâm tỉnh đã mở khiên băng cũng không thể ngăn chặn được thế công của mưa lửa lâm tỉnh nghĩ lần này chắc chắn sẽ chết không ngờ Tiểu Cửu lại chắn trước mặt, mưa lửa nóng bỏng đánh vào cơ thể hắn, đây là lần đầu tiên Lâm Tỉnh cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Cửu lật ngược đè xuống, hóa ra mưa lửa sau khi tiếp xúc với vật thể còn có thể phát nổ, dù đã tránh được đợt tấn công này nhưng sức mạnh của Tiểu Cửu vẫn chưa hồi phục, không thể chống đỡ được lâu, ngay lập tức muốn truyền linh khí còn lại cho hắn. Lâm Tỉnh vừa định từ chối, lại bị Tiểu Cửu quát lớn bắt im miệng, "Nghe tôi nói, tôi tin rằng anh nhất định sẽ thắng." Sau đó cưỡng ép truyền linh lực vào miệng hắn cảm giác kỳ diệu này khiến mặt lâm tỉnh đỏ bừng nhưng trong mắt hạ lan điều này không nghi ngờ gì là cầu lương từ trên trời rơi xuống các người còn có thời gian rảnh để làm mấy trò này sau đó nhiều mưa lửa hơn nữa ập xuống dễ tiếp theo lâm tỉnh nhanh chóng đập tay xuống đất triệu hồi một cây cầu băng dài vài mét chặn đứng toàn bộ mưa lửa hạ lan kinh ngạc làm sao có thể linh lực mạnh mẽ này sánh ngang với nguyên anh là từ đâu ra nhưng lúc này lâm tỉnh đã lợi dụng cột băng để chạy đến trước mặt lại một lần nữa niệm chú huyền băng tuy nhiên ngay khi đâm vào cổ họng đối phương lại đột ngột dừng lại Hạ Lan sợ hãi hét lên, sau khi bình tĩnh lại, khó khăn nói, tôi thua rồi, cảnh tượng này. Nhìn thấy tiểu chính không tự giác mà nở nụ cười rạng rỡ, sau đó, Hạ Lan mang theo yêu thú của Lạc Lôi Đích thân đến nhà xin lỗi, tình huống này khiến Lạc Lôi có chút ngạc nhiên và vui mừng, nhưng khi biết rằng ngay cả Hạ Lan cũng thua trước Lâm Cảnh Sư, Lạc Lôi suýt nữa rớt cằm. Hạ Lan tự thấy mình không bằng. Lần này tôi thua tâm phục khẩu phục. Hóa ra ngay khi anh ta hỏi điều kiện của đối phương, Lâm Cảnh chỉ nói, trả lại yêu thú cho Lạc Lôi là được, anh ta không ngờ điều kiện lại đơn giản như vậy lúc đó khi lâm cảnh nắm lấy tay của tiểu trí tôi chỉ hy vọng mọi người hiểu rằng hộ pháp không phải là công cụ và nô lệ của chúng ta trong mắt tôi anh ấy còn là người thân của tôi không thể dung thứ cho yêu ma và sự cướp đoạt anh ta biết rõ đây là quỹ đạo của lạc tinh nhưng vẫn không do dự mà tiến tới điều này cũng khiến hạ lan từ tận đáy lòng cảm thấy kính phục anh ta lạc lôi cũng càng thêm cảm kích hóa ra là như vậy lần này tôi nợ lâm cảnh nghi rất nhiều xin anh ấy nghe thấy lời này lạc tinh ở ngoài cửa dậm chân tức giận thật đáng ghét tất cả là do ý kiến tồi tệ của ngươi nhưng người phụ nữ lại không nói gì sắp tới đại hội tiên môn cao thủ sẽ tụ họp một nơi, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội xử lý Lâm Cảnh sao? Lạc Lôi nghe xong, sắc mặt trở nên u ám, con yêu hồ chín đuôi đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt trong 15 năm. Những người từng nuôi yêu hồ chín đuôi đều biết, cách truyền công của chúng đều là miệng đối miệng. Nhưng Lâm Cảnh lại không thể chấp nhận điều đó. Vì người lái thuyền vừa rồi đã khiến anh ta có một cảm giác kỳ lạ, anh ta muốn nói với tiểu Cửu, trong loài người, nụ hôn mang ý nghĩa thực sự, nhưng tiểu Cửu lại có vẻ mặt ngây thơ, Lâm Cảnh ngượng ngùng gãi đầu. Chuyện này nhất định phải làm với người mình thích mới có thể. Nhưng chưa kịp để tiểu Cửu trả lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cánh cổng truyền tống. Hóa ra là các tinh anh của trường Bạch Tông đã đến. Lúc này, học viện Phụng Thiên đã đông nghịch người, các tông phái đều muốn giành vị trí đầu tiên tại đây. Ngay sau đó, từ cánh cổng truyền tống bay ra một con thuyền khổng lồ, cảnh tượng này khiến người của Phụng Thiên mua nghiến răng canh kết. Tông môn lớn nhất phương Bắc thật là đáng nể, nhìn tình thế này, giống như là thế giới của trường Bạch Tông, chủ nhà đứng đầu là Lý Nham, hơn nữa, anh ta còn là quán quân của kỳ trước. Trưởng lão của Phụng Thiên thấy vậy, cũng đã sắp xếp cho anh ta lên bảng nhưng lý yên lại nói rằng người của tông môn mình sẽ tiếp nhận trên phúc truyền trưởng lão ngô diễn nghe vậy chỉ biết nghiến răng trong lòng nghĩ cái gì mà không cần trả lại rõ ràng là chê bai học viện của chúng ta ít phòng nhỏ một con thuyền lớn như vậy đậu trên đầu phụng thiên thật là quá đáng nếu không phải viện trưởng ở đây thì nhất định phải cho họ một lỗ hổng truyền thống ngay sau đó học viên của học viện hải lam cưỡi đại khôn đến cả học viện u minh cũng lần lượt đến họ đều muốn nhân cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình thấy tình hình này tiểu cửu tò mò tại sao lâm cảnh không tham gia thử thách nhưng lâm cảnh lại có vẻ mặt ngượng ngùng vì những người tham gia đều là đệ tử xuất sắc của học viện chưa kịp nói hết câu đã bị tiểu cửu chặn miệng nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ở khóe miệng anh ta anh đã đánh bại cả hạ lan rồi chẳng lẽ vẫn không phải là xuất sắc sao tôi nói anh là thì anh chính là lâm cảnh vẫn cảm thấy mình chưa đủ mạnh anh ở dây tiếp theo đã bị một đám nữ đệ tử vây quanh hóa ra chuyện anh đánh bại hạ lan đã lan truyền khắp nơi tiểu cửu nhìn anh được mọi người tôn vinh khóe miệng không tự giác mà nhếch lên nhưng cảnh tượng này lại khiến ngọc vinh tràn đầy sát ý không biết từ lúc nào đối thủ cạnh tranh của mình đã tăng lên gấp bội anh ta tức giận muốn đi báo cáo với giáo sư không ngờ lại bị người bạn thân vạch trần ngay tại chỗ thực ra cậu đã thích lâm cảnh từ lâu rồi phải không nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ngọc vinh càng khẳng định suy đoán của mình thực ra cậu nên sớm bày tỏ tình cảm của mình nếu không sẽ bị người khác cướp mất ngọc vinh nghe xong đỏ mặt im lặng đồng thời giáo sư tình cờ đi ngang qua đây những người mê mẩn thấy vậy lập tức chuyển hướng vây quanh anh ta nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn dõi theo tiểu cửu bên cạnh là lý nham cũng đầy hứng thú với tiểu cửu lúc này hai người đang nói chuyện vui vẻ giây tiếp theo tiểu cửu cảm nhận được hơi thở phía sau đối phương đang cười lạnh nhìn chằm chằm vào mình nhưng lâm cảnh lại không hề hay biết thấy ngọc vinh anh ta tiến lên vỗ vai anh ta ngọc vinh có phải các cô gái như cậu đều thích những giáo sư trưởng thành và chín chắn như vậy không thực ra ngọc vinh định tỏ tình với anh ta nghe xong câu này tức giận đấm anh ta bay đi tuy nhiên trong lòng lâm cảnh vẫn không thể bình tĩnh anh ta tìm đến thượng đảo hỏi nếu con người và yêu thú nảy sinh tình cảm sẽ có ảnh hưởng gì thượng đảo nói rằng con người và yêu thú tình cảm sâu đậm ngược lại càng có lợi cho sự thăng tiến chỉ có điều có một số yêu thú gần gũi với con người có thể là để đánh cắp linh khí dùng để tu luyện rõ ràng là có ẩn ý trong lời nói sau khi anh ta rời đi lâm cảnh không khỏi nghi ngờ tiểu cửu sau đó giáo sư giao bài tập bảo học viên viết một bài về yêu thú bản mệnh nhưng lâm cảnh lại gặp khó khăn nói ra thì anh ta dường như thực sự biết quá ít về tiểu cửu nhưng tiểu cửu lại vô cùng mong đợi viết đi viết đi dù là câu hỏi sâu sắc đến đâu Tôi nói cho sao? anh biết, tuy nhiên, đến nửa đêm, Lâm Cảnh vẫn không biết phải viết thế nào, là quyến rũ yêu kiều hay ngây thơ đáng yêu. Thêm vào đó là dáng người thon thả này, viết đi viết lại. Tiểu Cửu thấy anh ta gặp khó khăn, liền cúi xuống trước mặt muốn giúp đỡ, điều này càng khiến Lâm Cảnh căng thẳng, tay chân lóng ngóng, không ngờ cảnh tượng này lại bị Ngọc Vinh bắt gặp. Tên này quả nhiên đang quyến rũ Lâm Cảnh, Ngọc Vinh tức giận không chịu nổi, sau đó lại một lần nữa mặc áo tàng hình, cởi bỏ quần áo chuẩn bị vào bắt Tiểu Cửu làm bằng chứng phạm tội. Một khi phát hiện vi phạm sẽ bảo bạn thân đi báo cáo với viện trưởng, ở bên kia lâm cảnh vẫn không có bất kỳ hành động trộm cắp nào tiểu cửu nói rằng nếu là hình thể thì đơn giản thôi anh lấy thước đo cho tôi không phải là được sao lâm cảnh nghe xong như bị điện giật trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng kỳ lạ không ngờ ngọc vinh đã lén lút đến bên cạnh họ tiếp theo là viết về sở thích của yêu thú bản mệnh cái này lâm cảnh biết tiểu cửu thích ăn đồ ngọt nhưng tiểu cửu lại lắc ngón tay so với điển hình tiểu cửu thích lâm cảnh hơn nghe vậy ngọc vinh suýt hét lên còn trong mắt lâm cảnh đầy sự ngạc nhiên thật sao những người nướng cáo đều biết họ trông có vẻ quyến rũ và mưu mô thực ra đều là những kẻ ngốc nghếch ngây thơ mỗi khi chủ nhân mệt mỏi họ sẽ tự mình truyền linh lực cho chủ nhân nhưng điều này khiến những người độc thân rất khó chịu vì sự trong sạch và hòa bình của học viện ngọc vinh hy sinh bản thân dán lên mình phép tàng hình len lút vào phòng lâm cảnh để bắt quả tang ai ngờ vừa vào cửa đã thấy hồ yêu đang tỏ tình với anh ta điều này khiến lâm cảnh không kịp phản ứng thực ra anh đã sớm có cảm giác khác lạ với tiểu cửu trước đó đã hỏi thầy giáo con người và yêu thú có thể ở bên nhau không? Câu trả lời là càng thân thiết, càng có lợi cho tu luyện. Bây giờ hỏi tiểu cửu thích nhất điều gì? Tiểu cửu ngây thơ nói thích nhất là chủ nhân của mình, còn có đồ ngọt do chủ nhân làm. Chủ nhân muốn trở thành đại la kim tiên, tiểu cửu sẽ cố gắng hết sức để giúp chủ nhân đạt được. Linh linh nghe xong xấu hổ không biết làm sao, một lúc không phân biệt được, sự thích của tiểu cửu là đơn thuần hay là sâu sắc. Vì vậy chuyển chủ đề, hỏi điểm yếu của tiểu cửu là gì? Nhưng là một thái cổ yêu thánh, lại xuyên không đến thời đại ma pháp linh khí mỏng manh này tiểu cửu có thể coi là tồn tại vô địch không có điểm yếu nào lâm cảnh nghe mà không tự chủ nuốt nước bọt anh tin rằng tiểu cửu thực sự có sức mạnh này hỏi như vậy chỉ để hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn có thể tồn tại không ngờ cuộc trò chuyện của hai người bị ngự long nghe thấy nghĩ rằng nếu biết được điểm yếu của tiểu cửu anh ta sẽ không tranh giành với mình cảnh sát vừa định lại gần để nghe rõ hơn lâm cảnh đột nhiên đứng dậy đi thẳng về phía anh ta ngọc vinh tưởng mình bị lộ sợ hãi lùi lại nếu chạm vào nhiệt độ ra chắc chắn sẽ bị lâm cảnh phát hiện nhưng khi lùi đến giá sách thì không còn đường nữa ngọc vinh nghĩ rằng xong rồi còn lâm cảnh vẫn tiếp tục tiến tới giây tiếp theo anh ta đưa tay thì ra. ra lâm cảnh đang tìm sách ghi chép về điểm yếu của yêu thú lúc này tim ngọc vinh đã đập thình thịch may mà tiểu cửu đến ngắt lời anh ta khi lâm cảnh lại đưa tay ra ngọc vinh đã trốn xuống đất tiểu cửu nhìn anh ta cố gắng vì mình như vậy trong lòng càng cảm động đã sớm từ bỏ ý định rời xa lâm cảnh nhưng lâm cảnh lại cảm thấy nỗ lực này vẫn chưa đủ lần đối đầu với hạ lan lần trước anh cảm thấy đối phương đang thử thách nếu ngay từ đầu dùng chiêu mạnh mình hoàn toàn không thể chống lại cũng chính vì vậy lâm cảnh cảm thấy không thể mãi dựa vào tiểu cửu phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sớm trở thành đại la kim tiên cũng để sau này có thể bảo vệ tiểu cửu tiểu cửu không thể tin được chưa bao giờ có ai nói với mình những lời như vậy luôn tự mình độc lập như nhìn vào ánh mắt kiên định của lâm cảnh tiểu cửu cũng đỏ mặt gật đầu ngốc nghếch thì ra đây là cảm giác được bảo vệ thật tuyệt không ngờ mọi người đã bắt đầu chú ý đến tiểu cửu Lúc này, một nữ sinh đang lấy hết can đảm để tỏ tình với thầy Thượng Phong, ai ngờ thầy giáo lại đồng ý ngay lập tức. Em giống như một bông tuyết trắng xinh đẹp, đã khiến tôi không thể quên." Vừa dứt lời, cô gái liền lao vào lòng anh ta, nói em yêu anh, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh. Thầy Thượng Phong nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhìn cô đầy tình cảm, "Vậy thì tốt quá." Giây tiếp theo, anh ta đâm ba cây kim bạc vào cổ họng cô gái. Sau đó ghé sát tai nói, "Tôi sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của em." Nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tiểu cửu đang đứng, "Sáng hôm sau, trên ngọn cây cao đột nhiên lộ ra một khuôn mặt người chính là cô gái si tình tối qua chuyện này nhanh chóng lan truyền trong học viện những ngày này liên tiếp xảy ra sự việc cuối cùng các cấp lãnh đạo quyết định anh ta đã bị tẩu hỏa nhập ma bởi vì cô gái bị nuốt vào trong cây đó cô ấy cũng giỏi về pháp thuật hệ mộc người này tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng linh khí trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt hạ lan phỏng đoán họ là để tham gia tiên môn một vài tuyến đường của đại hội nhưng mục thanh đồng lại cảm thấy pháp thuật hệ mộc không thuộc loại pháp thuật tấn công cao cấp còn cần linh lực mạnh mẽ để làm chỗ dựa, cô gái sẽ không ngu ngốc như vậy, vụ việc này có nhiều điểm nghi vấn, tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm. Ngay lập tức sắp xếp Hạ Lan tăng cường tuần tra, điều tra kỹ lưỡng vụ việc này. Vài ngày sau, đại hội tiên môn diễn ra đúng hẹn, giám khảo chính là do Tướng quân Vũ Văn Thạc của Ngự Thiên Bộ Hoàng gia đảm nhiệm, hôm nay sẽ kiểm tra khả năng điều khiển linh khí, ai có thể nâng ngọn lửa trong kim loại lên mức cao nhất sẽ giành chiến thắng, lời này vừa dứt, mọi người bàn tán xôn xao, phải biết rằng tướng quân hoàng gia đến làm giám khảo, chắc chắn không đơn giản như vậy. Không khéo sẽ bị mất mặt, lúc này khổng băng của trường bạch tông tiến lên mạnh mẽ, không nói hai lời liền truyền toàn bộ linh lực vào. Ai ngờ ngọn lửa bên trong lại yên tĩnh như nước, còn bản thân anh ta thì gần như kiệt sức. Những người lên sau đều kết thúc trong thất bại. tướng quân thở dài, đệ tử giới tu tiên thật sự càng ngày càng kém. Lúc này, ngọc vinh bước ra nói, để ta thử xem. nhìn qua tiểu tử đang ăn dưa bên cạnh, khiến ngọc vinh càng thêm quyết tâm. Ta không thể để một số người coi thường mình, ngay lập tức triệu hồi linh điểu và tung ra đòn tấn công toàn lực, lập tức làm kinh ngạc mọi người. Ngọn lửa bên trong bùng cháy dữ dội nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt của lâm cảnh ngọc vinh vui mừng nhảy cẫng lên tại chỗ lần này ta đã đụng chúng rồi các đệ tử phụng thiên dưới đài lập tức máu nóng sôi trào nhưng lý nham của tông phái trường bạch lại cười lạnh lùng vở kịch hay chỉ mới bắt đầu những điều này đối với anh ta đều không đáng nhắc đến mục tiêu của anh ta là tiểu cửu trong đám đông những ai từng nướng cáo đều biết họ trông có vẻ quyến rũ và đầy mưu mô thực tế ai nấy đều ngốc nghếch và ngây thơ mỗi khi chủ nhân mệt mỏi và kiệt sức anh ta đều đến tự mình truyền linh lực cho chủ nhân nhưng điều này cũng khiến nhiều người tu tiên ghen tị Ai cũng muốn chiếm tiểu cửu làm của riêng, trong số đó có thiên tài của tông phái Trường Bạch, Lý Nguyên, người này có thể đồng thời điều khiển pháp thuật hai nguyên tố phong và hỏa, khả năng điều khiển phong của anh ta đã đạt đến cảnh giới hóa thần, lúc này, tại đại hội kiểm tra, anh ta chỉ cần vung tay là đã làm bốc cháy viên pha lê kiểm tra. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội này, còn mãnh liệt hơn cả ngọn lửa do Ngọc Vinh tạo ra. Từng quân vũ văn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng và đe dọa, ngay lập tức muốn tuyên bố anh ta là người đứng đầu, nhưng lại bị trưởng lão của học viện ngăn lại. Dù sao, học viện Phụng Thiên mới là chủ nhà của đại hội tiên môn nếu để tông phái khác giành ngôi đầu thì thật là mất mặt trưởng lão hét lớn với các đệ tử dưới đài còn ai muốn thách đấu với hạ lan nữa không mộc thanh đồng và những người khác đâu rồi nhưng ngay giây tiếp theo lâm tỉnh lại giơ tay lên mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên đây chẳng phải là kẻ vô dụng suýt bị đuổi học trước đây sao khi lên sân khấu anh ta vừa vặn lướt qua lý nham nhóc con đừng làm ta thất vọng hai người vừa gặp mặt đã đối đầu gay gắt nhìn thấy tiểu tử xinh đẹp phía sau anh ta lý nham không tự chủ được mà mỉm cười lâm tỉnh cũng nhận ra tiểu tử bị chú ý quả nhiên mang theo một đại yêu có nhan sắc như thế này đi đến đâu cũng chắc chắn trở thành tâm điểm nhìn hai người bước lên sân khấu tướng quân vũ văn người từng trải cũng ngầm ngạc nhiên lần đầu tiên thấy yêu thú hình người thật là mong đợi lúc này lâm tỉnh hỏi có thể chọn vị trí khác của bộ trang bị pha lê không thì ra lâm lâm đã sớm nhận ra bộ trang bị pha lê này không đơn giản những học viên xuất sắc hiện tại không thể kích hoạt nó là do bên trong có trận pháp cao cấp ảnh hưởng tiểu cửu đơn giản và thô bạo chỉ có thể cố gắng mà không được gì chỉ cần tìm ra mạch trong trận pháp mới có thể truyền linh khí vào trung tâm ngọn lửa Thầy tướng quân vũ văn gật đầu lâm tỉnh đi qua đi lại một vòng quan sát người không hiểu còn tưởng anh ta đang làm trò bí ẩn các mặt của viên pha lê đều giống nhau có gì đáng xem đâu lúc này lâm tỉnh đã chọn xong chính là mặt này vừa nói xong khóe miệng tướng quân vũ văn nhếch lên chẳng lẽ đứa trẻ này đã nhìn thấu được điểm mấu chốt dây tiếp theo lâm tỉnh tự mình tụ linh khí thực ra là tiểu cửu muốn giúp đỡ nhưng lại bị lâm tỉnh từ chối anh không thể mãi dựa vào sức mạnh của tiểu cửu thậm chí sau này có thể bảo vệ tiểu cửu tiểu cửu nghe xong cảm động tốt lắm chủ nhân của ta ngài nhất định sẽ không có vấn đề gì giây tiếp theo lâm tỉnh dồn toàn bộ linh khí vào trong ngay lập tức ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ thẳng tới trường lão sợ hãi kêu lên như heo thành công rồi thật không ngờ ngọn lửa còn lớn hơn của lý nham lúc này biểu cảm của lý nham cũng trở nên khó coi nhưng lâm tỉnh vẫn chưa dừng lại cùng với sự dồn nén của linh khí ngọn lửa thậm chí còn bị điều khiển bởi phép thuật của anh ta bị nuốt chửng toàn bộ tinh thể và ngọn lửa bị đóng băng thành băng tinh cảnh tượng này khiến mọi người toát mồ hôi lạnh chuyển đổi nguyên tố anh ta làm thế nào mà làm được điều đó người bạn thân của ngọc vinh đứng bên cạnh đã nhận ra điều gì đó hóa ra cột tinh thể này được thiết lập một trận pháp cao cấp ở phía trước gió tan linh khí được đưa vào từ phía trước khiến nó không thể cháy nhưng lâm tỉnh không chỉ có thể tìm ra lối vào còn nén linh lực đủ tinh tế để đưa vào bên trong bài kiểm tra này thực ra là kiểm tra khả năng ứng biến của học viên và khả năng kiểm soát linh lực rõ ràng lâm tỉnh không chỉ làm được điều đó một cách hoàn hảo thậm chí còn có thể hoàn toàn chuyển đổi bản chất của nguyên tố người chiến thắng trong cuộc thi này không ai khác ngoài ngô nghi lâm tỉnh cũng phấn khích nhảy lên đây sẽ là bước đầu tiên anh tự mình bước đi vừa định chia sẻ niềm vui với tiểu cửu thì đã bị anh ấy nhào tới thưởng cho một nụ hôn ngọt ngào nhìn hai người thân mật như vậy tướng quân vũ văn cũng cười lớn học viện phụng thiên thật sự là nơi ẩn chứa nhiều nhân tài là một người tu chân rèn luyện thân tâm linh là nền có thể kiểm soát bạn. linh lực một cách chính xác cũng là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực tu chân nhưng mà một đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu bản chất qua hiện tượng càng quý giá hơn tôi tuyên bố học viện phụng thiên đã giành vị trí đầu tiên trong kỳ thi viết lần này kết quả ngoài dự đoán này khiến các học viên phụng thiên sôi sục nhưng biểu cảm của lý nham lại càng thêm u ám. đồng thời, học viện phụng thiên cũng đang có những dòng chảy ngầm. tối hôm đó, hạ lan cầm đèn lồng đi tuần tra. thời gian đã gần đến lúc này. tối nay chắc sẽ không có chuyện gì nữa. nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng đen lao ra bên cạnh, chưa kịp để hạ lan phản ứng, đã bị một cú đánh mạnh giáng xuống. hạ lan bị đánh bay như một quả bóng. hóa ra là nhiệt tâm, chỉ có điều cánh tay phải của anh ta đã biến thành một chiếc bàn cứng. hạ lan, cô làm tôi tình khổ sở quá. chỉ vì ra ngoài mà cô mặc thiếu một nửa đôi tất đen, nhưng lại bị thanh mục giả đấm bay hạ lan với vẻ mặt không thể tin được đối phương lại chính là bản thân mình là thanh mai trúc mã lạc lôi hóa ra đối phương đã hoàn toàn bị ma hóa là muốn giết hết tất cả đệ tử thiên tài của học viện hạ lan vốn định giúp anh ta khôi phục ý thức ai ngờ trong khoảnh khắc do dự đó lại bị yêu thú tê giác của anh ta thừa cơ tấn công hạ lan ngay lập tức ho ra một ngụm máu tươi kiệt sức ngã gục xuống đất ai ngờ lạc lôi lại phát ra một đợt tấn công điên cuồng bệnh hoạn một cú đá khiến anh ta bay ra ngoài cảnh sát nhận thấy sự bất thường và nhanh chóng đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ kinh ngạc tiểu cửu vội vàng kéo anh ta lại gia hiệu không được tiến gần. bây lên. giờ anh ta đã hoàn toàn biến thành ma. Hạ Lan ôm chặt anh ta, bảo Lâm Tỉnh mau chạy lại xuống. bị anh ta túm tóc và tát bay một lần nữa. Bay nhanh đập vào người Lâm Tỉnh, bảo anh ta mau đi, nếu không, bạn sẽ chết khi thấy đối phương dẫn theo yêu thú tiến tới. Tiểu Cửu cũng nhận ra lần này rất khó khăn. Đứng chắn trước mặt Lâm Tỉnh, chuẩn bị tự mình ra tay, ai ngờ lúc này Mộc Thanh Đồng như tiên nữ từ trên trời hạ xuống, yêu thú bản mệnh của anh ta lại là một con rồng vàng, gào thét lao xuống. Đồng thời, Mộc Thanh Đồng nhảy lên, rút ra hai thanh đao giữa không trung, chỉ một chiêu đã phân định thắng bại lâm tỉnh nhìn mà kinh ngạc hóa ra đây chính là thực lực của trưởng môn phái côn tiên sao nhìn hạ lan đã rơi vào hôn mê mộc thanh đồng lạnh lùng nói bị một đệ tử vừa mới nhập ma đánh thành thế này thật là quá mất mặt lâm tỉnh giải thích rằng hạ lan không sử dụng sát chiều nên mới bị đánh trọng thương mộc thanh đồng lớn tiếng quát lâm chấn quá nhân từ và ngu ngốc đối với một người tẩu hỏa nhập ma nên ưu tiên giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất đồng thời anh ta chú ý đến tiểu cửu bên cạnh chỉ vì hộ pháp yêu thú hình người thực sự hiếm thấy ngay cả kim long của mình cũng có phần kém hơn một chút sau đó anh ta hỏi tiểu cửu về người bị ma hóa này ngươi biết gì không tiểu cửu im lặng một lúc đột nhiên muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống sau đó cô cười ngọt ngào và nói không biết không ngờ cảnh tượng trước mắt này tất cả đều bị lý nham nhìn thấy rõ ràng ngày hôm sau lạc lôi vẫn còn hôn mê tình trạng của cô ấy gần như giống hệt với các đệ tử trước đây bị tổ hỏa nhập ma đều là giải phóng linh lực vượt xa tu vi của bản thân như hoa quỳnh nở trong chốc lát sau khi nở rộ cực độ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê mục thanh đồng suy đoán chắc chắn có ai đó đã sử dụng một loại kỹ thuật nào đó mới có thể kích phát tiềm năng của những người này bàn bạc với hạ lan về cách tìm ra kẻ đứng sau ai ngờ hạ lan đột nhiên xúc động mạnh đập bàn đứng dậy nói tôi nhất định sẽ tìm ra người đó sau đó lao ra khỏi cửa mục thanh đồng còn tưởng rằng anh ta bị mềm lòng nổi giận sau này mới biết gia đình họ và gia đình lạc gia là bạn thân từ lâu hai người là thanh mai trúc mã thì ra là vậy người của mình thì mình có thể bắt nạt nếu là người khác làm anh ta cảm động thì đó là điều trái ngược trên đường đi hạ lan đang tức giận thì tình cờ gặp lâm tỉnh vừa định tiến lên chào hỏi thì lập tức bị đối phương phớt lờ lâm tỉnh mặt mày ngơ ngác ai đã chọc giận vị cô nương này vậy giây tiếp theo lý nham xuất hiện trước mặt anh ta nhìn đối phương như người từ kiếp sau đến dường như đã chờ đợi ở đây từ lâu quả nhiên lý diên từ lúc mới gặp mặt ánh mắt cứ dán chặt vào tiểu tử không rời ai ngờ giây tiếp theo lại tiến lên gần kéo tiểu tử xuống như vậy hãy để vũ lâm thấp địa đưa ra một điều kiện chuyển giao anh ta cho vương lời vừa dứt thì bị lâm tỉnh tát một cái đã nghe nói từ lâu rằng các người của trường bạch tông thích thu thập yêu thú khắp thiên hạ để thỏa mãn tu vi của bản thân dùng phương pháp tàn nhẫn để tinh luyện tinh hoa của yêu thú ta cũng đã ký kết hợp đồng chọn đời với tiểu cửu ngươi đừng có ý định gì với anh ta như lý nham lại cười nói rằng sư đệ lâm đã nghiêm trọng hóa vấn đề ta chỉ là hỏi trước một chút thôi lâm cảnh nghe thấy lời này không đúng hỏi trước là có ý gì lý nham nói rằng chỉ sợ vài ngày nữa ngươi sẽ cầu cứu ta sẽ thu nhận anh ta nói xong với vẻ mặt khinh thường rời đi yêu quái ta đã thông suốt rồi thông suốt rồi